Huyền Nhung xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hoàng Tuyết Sơn Channel Tử Vi Lý Số Đời Sống của Phật Pháp ạ. Tuần này thì Nhung cũng sẽ mời thầy Hoàng Tuyết Sơn quay lại với màn hình của chúng ta với một cái chủ đề cũng Nhung nghĩ là rất là nhiều các anh chị quan tâm, đó là chủ đề hiếm muộn nè, vô sinh và con cầu tử. Bây giờ chúng ta sẽ mời thầy xuất hiện ạ. Con xin kính chào thầy ạ. Xin kính chào Huyền Nhung và kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi. Thầy ơi, tuần này chắc là các anh chị trong ban điều hành cũng gửi đến thầy cái nội dung mà con muốn gửi đến thầy được chưa ạ? Tuần trước á thì trong cái buổi trò chuyện giữa thầy với chú Vũ Anh thì có nói đến về nghiệp quả. Thì tuần này con chọn cái chủ đề đó là vô sinh hiếm muộn và con cầu tử. Thì sau khi theo dõi cái số tuần rồi thì con có hiểu một điều rằng nếu ở kiếp này đối với những cặp vợ chồng mà hiếm muộn hoặc là vô sinh thì chắc chắn đó là đến từ nghiệp quả rồi, nhưng mà con muốn thầy giải thích rõ hơn về điều này ạ. Muốn biết rõ hơn về vấn đề tại sao người ta không không sinh với không sinh được cái gì. Thì nếu mà con đọc trong cái kinh Trường Thọ Diệt Tội đó thì có cái bà mẹ gọi là bà tên là điên đảo, tại vì tâm thần không được bình thường nữa. Lý do là bà không thể có con vì bà phá thai quá nhiều lần. Cho nên đời này bà không có con. Và chúng ta biết trong đạo Phật đó, hễ khi mà chúng ta phạm vào cái tội sát sinh hại vật, sát sinh hại vật đó, thì nó sẽ thứ nhất là nó làm cho chúng ta bệnh tật, và thứ hai là nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó có con. Thì cũng như cái câu chuyện mà ở trong cái kinh Trường Thọ Diệt Tội về bà mẹ điên đảo đó, thì nó cũng gần giống như một cái câu chuyện thật ở ngoài đời, mà có một cái bà mà bà không có con được, bà sinh con gái chứ bà không có con trai được, rồi là chồng của bà đi lấy nhiều bà vợ khác cũng không có con được, không biết ông chồng sao lạ kỳ vậy đó, cho nên chắc ông chồng thích nhiều vợ hay sao, không lấy bà nào về cũng có con. Thế là có một bà sau đó lấy bà nhỏ nhất đó thì bà có con, bà có đứa con trai. Thì khi mà bà có đứa con trai đó thì cái bà mà mẹ lớn này đó, bà kỳ thị, bà giống như bà tức tối, bà bực bội vì bà không có con, bà kia có con trai hưởng hết gia tài, bà tức thì bà mới dùng một cái kim bà đâm vào trong lỗ tai, mướn cái một người mà giống như thầy thuốc vậy đó, giết cái đứa nhỏ đó bằng cách là đâm cái kim vô trong tai thì nó sẽ chết từ từ. Tức là khi nó chết không ai biết, tại cái kim từ từ nó chạy vô trong thì nó đâm chết trong não đứa bé chết. Thế là sau này cái bà mẹ lớn bà giết cái đứa nhỏ đứa con của bà mẹ nhỏ rồi, thì bà mẹ nhỏ bà cũng hoàn toàn không biết, cho đến một cái lúc mà bà biết thì bà hận cái bà mẹ lớn này vô cùng, và bắt đầu bà mới tìm cái cách mà để bà trả thù, tại vì bà buồn quá cho nên bà chết. Bà chết thì bà muốn trở lại bà trả thù, thì cái cách trả thù của bà là gì, là bằng cách nào? Bà đầu thai vô bà làm con của cái bà này 7 lần, như vậy sinh đứa nào ra chết đứa đó, sinh đứa nào ra chết đứa đó. Thí dụ như có bầu một vài tháng hư thai, có bầu đến ngày sinh hư thai, sinh ra rồi một vài tháng chết, sinh ra rồi 5 7 tháng chết, sinh ra rồi 1 2 tuổi chết, sinh ra rồi 5 3 tuổi chết, 7 lần như vậy. Thì có một đến một cái lúc đó, có một cái vị đắc đạo, một cái vị thầy tu đắc đạo, thì khi đó ngài đến nhà của bà đó, thì người nhà tưởng đâu là ngài đi khất thực, nhưng mà ngài nói không, tôi đến đây không phải xin, tôi đến đây tôi cho chứ không phải để xin. Thì nói tới nói lui hoài một hồi bà kia bà mới bà chủ đó, bà tức mình bà mới chạy ra, bà hỏi vậy thì thầy cần tôi giúp cái gì? Nói không, tôi giúp bà chứ bà làm sao giúp được tôi, chỉ có tôi mới có khả năng giúp bà thôi. Bà nói nhưng mà tôi nhà gia đình tôi bình thường không có gì giúp. Nói không, bà có giúp chứ, bà có nhớ cái chuyện mà những năm trước đó mà bà bị bà cái đứa con của bà vợ nhỏ bị chết, bà không nhớ à? Thì khi mà ngài nhắc ra như vậy đó thì bắt đầu bà mới sực nhớ lại,
bà biết rằng là mình đã làm những cái điều như không có đúng. Thì ngài mới nói là bà có phải 7 lần rồi bà sinh con không được phải không? À, bà có biết tại sao không? Bà biết rõ ràng bà làm cái gì mà, tôi cũng biết rõ ràng bà làm cái gì mà. Mà bà cái bà vợ nhỏ đó, bà cũng biết rõ ràng bà làm cái gì. Bà đã trở lại bà làm con của bà 7 lần để cho bà đau khổ. Mỗi lần con bà chết bà rất là đau đớn đó, bà trả thù bằng bằng cái kiểu đó đó. Thế là sau đó cái lần cuối cùng đó là cái bà vợ nhỏ đó, bà không có đầu thai vào làm con của bà này được nữa, mà bà lại biến thành một con rắn. Tại vì sau khi mà cái bà vợ lớn nghe cái vị sư đắc đạo đó nói chuyện rồi đó, thì bà mới đi chùa. Thế là trên đường bà đi chùa thì cái bà vợ nhỏ đó bà mới biến thành con rắn, tức không phải là bà biến mà là bà đầu thai làm lại con rắn để bà tìm cách bà cắn bà kia để bà trả thù. Nhưng mà may mắn là tại vì cái vị sư đó là đắc đạo mà, cho nên là ngài biết, ngài đi ra trên đường mà sắp khi mà nó chuẩn bị nó cắn đó, thì ngài mới nói với nó rằng vậy chứ ngươi trả thù đã 7 đời như vậy rồi, nó có được cái gì đâu đó. Cho nên oan oan tương báo, trả biết cái đời nào cho hết, trả thù hoài nó cũng đâu có hết. Thì ngài thuyết pháp cho cái con rắn nó nghe thì nó lập tức nó ngã ra nó chết. Rồi sau đó thì bà vợ lớn không có còn bị nữa, trả thù nữa. Thì mình thấy rõ ràng đó là cái nghiệp sát sanh đó. Sát đây có nghĩa là có nhiều người nghĩ là ô tôi đâu có giết người. Không phải, anh không giết người, anh giết con của những cái con vật như con cá, con ếch, con nhái, con lươn, con rắn, hay là bất kể cái con gì, con của nó anh giết nó làm sao mà nó không thù, đúng không? Cũng giống như cái bà mẹ nhỏ mà bà biết được cái bà mẹ lớn giết con bà sao bà không thù được, thì các loài vật nó cũng y vậy thôi. Cho nên mình sát sanh hại vật, không có con là chuyện bình thường nhé. Nếu mà giải thích như vậy và cái việc mà sát sanh hại vật như vậy thì con người của chúng ta thì rất là nhiều người phạm vào việc đó ạ, trừ những người là ăn chay thôi ạ. Đúng rồi, thì thật ra đó mình sát đây là với cái tâm mà mình sát, mà sát ví dụ như bây giờ con ở vùng biển đi, con vùng biển con đánh cá con làm gì con sống, bắt buộc con phải đánh cá đúng không? Nhưng mà mình đánh đó, nó vừa phải, ví dụ như mình cần ăn thì mình ăn. Mình có nhiều người con thấy không, không có chuyện gì làm, xách cần câu đi câu chơi vậy thôi à, câu cá gì về xách giục cho nó chết hoặc là đem cho người ta, cái đó là không nên. Mình đói mình cần ăn thì mình ra mình câu mình ăn, cái đó không 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 phải là không sát sanh, nhưng mà cái nghiệp nó nhẹ hơn. Cũng giống như bây giờ ví dụ con ăn mặn, ăn mặn có nghĩa là sát sanh đúng không? Nhưng mà nó vẫn không phải là giống như con chạy ra con đi bắt cái con gì đó con giết để về con ăn, chẳng hạn như con bắt con gà con vịt con cắt cổ, cái đó quá tàn ác, thấy chưa, nó khác. À, với lại nữa nếu con không ăn con chết, cái này nó cũng lại khác. Chứ mình không thể bảo rằng là cứ hễ ăn là nhất định nó xấu. Đúng rồi, thì tại vì tôi phải ăn, tôi phải ăn tôi mới sống được, không ăn thì không sống được. À, cho nên là mình làm cái gì mà nó quá đáng là không nên. Đã. Mình giết một cách tàn ác là cũng không nên. Con hiểu ý của thầy rồi, tức là ví dụ như vì cái nhu cầu vì bảo vệ mình sát sanh thì cũng tạm có thể là chấp nhận được, còn chứ không phải là mình sát sanh vì một cái lòng thù oán của mình đúng không thầy, thì không chấp nhận Đúng được. rồi. Ví dụ như bây giờ người ta vô nhà mình, người ta cướp, nếu mà mình không chống cự người ta giết chẳng hạn, thì lúc này đây con có giết người ta không, bắt buộc là con phải giết người ta, hoặc là con phải đánh đập làm sao đó cho người ta què hoặc người ta không đánh không giết được con thôi chứ đúng không? Nhưng mà ví dụ như con đánh đập rồi con nhìn họ thấy quằn quại, con khiêng họ con bỏ ra ngoài kia, hay con kêu cảnh sát tới bắt họ đi vậy thôi, chứ còn không có nỡ lòng mà con đánh người ta cho tới chết, thí dụ vậy. Khi mà con nỡ lòng con đánh người ta chết có nghĩa là bắt đầu cái tâm ác con khởi lên rồi, phải không? Còn ví dụ như bây giờ để tôi sinh tồn, vì bản năng sinh tồn bắt buộc tôi phải đánh bạn, cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, bạn đưa tôi vô một cái thế mà tôi hoàn toàn tôi không có cách gì khác được hết, thì là hai chuyện khác nhau mà đó. Rồi Thầy ơi, khi thầy giảng đến đây thì con có thấy một vị khán giả tên là Nguyễn Thị Mai Hiền có đặt một câu hỏi là tại sao con thấy nhiều người làm nghề đồ tể hoặc rất thích ăn thịt, thậm chí ăn thịt chó vậy mà họ vẫn có con khỏe mạnh và nhiều con nữa? ừ, thì tại vì ngay cái lúc đó đó họ còn phước, cũng giống như cái chuyện này chúng ta đã nói không biết bao nhiêu trăm lần rồi. Giống như bây giờ chúng ta đã, cái người đó đó họ đã bỏ trong cái quỹ nhà văn, cái phước đức của họ đó, họ bỏ trong cái quỹ phước đức của họ là ví dụ như 5 đứa con,
Nhưng mà vì họ sát sanh, họ hại vật như vậy, họ chỉ có được hai đứa con, thí dụ vậy. Tức là họ đã mất đi ba đứa rồi, đúng không? Hoặc giả là chính họ làm những cái điều đó rồi, con cái họ có thể là có ba đứa, bốn đứa, từ từ nó chết, nó bệnh, nó tật, hay là gia đình nó phá phách, nó đủ thứ hết. Đó. Cho nên cái chuyện mà anh có phước anh xài, cũng giống như mình phải nhớ rằng cái phước đức mà mình tạo ra nó cũng y như là cái phước đức mình bỏ trong cái quỹ công đức, nhà băng công đức của mình vậy thôi, không có gì hết á. Anh có, anh muốn xài ok, anh muốn xài cứ xài thoải mái, anh xài thoải mái buông tay đó, thì tới lúc nó hết tiền trong nhà băng lúc đó anh nghèo, chỉ vậy thôi, đơn giản không, có gì khó hiểu. Chắc là chị Mai Hiền cũng như tất cả quý vị mà đang có một cái thắc mắc giống y hệt như vậy thì có rõ sau khi mà thầy giải thích rồi đúng không ạ? Dạ thưa thầy, vậy thì nếu nói là những người mà sát sanh hại vật ở kiếp trước và kiếp này phải trả bằng cách là bị hiếm muộn, khó có con hoặc là vô sinh, vậy thì đối với những cặp vợ chồng họ cũng bị gọi là hiếm muộn, khó có con, nhưng mà nhờ sự can thiệp của y khoa mà sau đó có con, thì vấn đề này như thế nào ạ? Thực ra đó, nếu mà họ không có phước có con đó, thì dù cho họ có can thiệp 5 lần 10 lần cũng không có. Mà bằng chứng là con thấy ở trong làng ta có nhiều khi có 5 10 lần họ can thiệp mà họ cũng đâu có đâu, đúng không? À đó, thì cái điều này đó, tại sao những người đó khi họ tu rồi họ có, họ vào làng mình họ tu thời gian họ có, thấy chưa? Tất cả đều là do nhân quả, đều là do phước báo của mình mà thôi. Còn có phước báo được con tốt, tự nhiên sinh ra con tốt. Nếu con không có cái phước báo đó mà con ráng con đi tìm, xin thưa không bao giờ có. Nhưng mà tại vì chúng sanh họ lúc nào cũng vậy, họ luôn đi mong cầu và tìm về những cái mà họ không thể có, và họ cố tình họ tạo ra những cái phương cách như là chọn ngày sinh ra, ngày có thai chẳng hạn. Tất cả những điều đó đều là tào lao cả. Tại sao vậy? Anh không có phước, xin lỗi, anh sinh con anh ra giống như thần nhân giáng thế, 3 năm sau nó bị não uống thủy. Tại sao vậy? Tại vì cái phước của anh không có, và cái nghiệp của anh phải trả, nó đến nó đòi anh, thì đời trước nó là nó đẹp đẽ mà, cho nên nó sinh ra đời này nó phải đẹp đẽ, nhưng 3 năm sau hay 1 năm sau nó sẽ bị não uống thủy, nó sẽ bị bệnh, nghĩa là tim bẩm sinh chẳng hạn, nó sẽ bị phổi, ung thư phổi ngay từ lúc sinh ra 1 năm sau chẳng hạn. À, anh không có phước, xin thưa anh không bao giờ kiếm được. Anh chỉ có cách tu anh mới tạo được cái phước đó, và anh mới có con tốt như thần nhân giáng thế thôi, còn không, không có. Bởi vậy trong làng mình tất cả những đứa nhỏ nó sinh ra con nhìn nó y giống như là thiên thần vậy đó, nó đẹp vô cùng tận. Đó. Chuyện nó đơn giản vậy thôi, nhưng họ không chấp nhận, họ không không có, vì như vậy nó cực quá. Họ tu tức là họ phải làm việc, mà ở đời làm gì anh không đi làm mà anh đòi có tiền ăn, anh làm giàu làm gì, có có đâu, ok, có làm mới có ăn, ok. Vậy là coi như là con và quý vị khán giả cũng hiểu một phần nào về cái lý do vì sao kiếp này những cặp vợ chồng họ bị hiếm muộn hoặc là không có con. Nhưng mà con thấy ở ngoài thực tế thầy có một cũng không không ít đâu những cái trường hợp những cặp vợ chồng khi mà họ khó có con, ví dụ như về y khoa đã trả lời là hiếm muộn rồi, nhưng mà sau một thời gian họ đi cầu khẩn ở những nơi thờ tự thì một thời gian sau họ có thai và sinh con. Vậy thì từ đó thì những cái thông tin là nơi đó là linh ứng cho việc cầu con, thầy giải thích giúp con cái vấn đề này ạ. À, thì đương nhiên là tâm lý của bình thường của con người đó là họ rất là tham lam, họ không có thích làm, đa số là họ lười biếng, ok, họ không thích làm và họ thích hưởng. Không thích làm không thích, mà thích hưởng đó, thì những người đó họ thích làm gì? Họ thích đi đến những cái đền họ cầu thần. Với lại ông bà ông địa, lại cô cậu chín gì đó, cô mơ cô một cô mộc cô mèo gì đó, cho con xin đứa con trai, cho con xin đứa con gái. Ủa, anh lấy cái gì anh cầu mà anh xin, à, cầu làm sao, ở đâu ra, thấy chưa? Dĩ nhiên là họ phải có cái phước có con cái đã, mặc dù là nó khó nhưng mà họ phải có cái phước đó rồi, thì khi họ đi cầu thần đó thì các cái vị thần đó mới dựa vào cái phước của họ có đó mà họ tạo ra cái phương tiện để cho họ có. Nhưng mà như vậy có nghĩa là anh đã sinh, anh đã nằm trong cái hệ của tham lam rồi. Còn tu Phật nó khác, Phật anh không có tới anh cầu kiểu đó, không có là Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con xin đứa con trai, xin cho con đứa con gái, lại suốt ngày suốt đêm, không có.
Tại sao? Đối với Phật, bạn tu đúng, bạn sẽ có. Tôi không thể cho bạn được. Trừ những người, có những người họ đi ra những cái tượng Quán Âm thật lớn, như là chẳng hạn như ở chùa của ở Đà Nẵng chẳng hạn, chùa Linh Ứng đó, hay là thí dụ họ đi Đà Lạt, họ ra họ cầu với Đức Quán Âm xong rồi họ về họ có con, và con họ lớn lên thích ăn chay niệm Phật chứ không thích làm gì khác, cái điều có. Tại vì trong phước của họ, họ đã có con tốt như vậy rồi, cho nên họ ra họ cầu là không có. Anh không có phước đó, anh có cầu 1000 lần cũng không có. Anh có cầu ngày này qua ngày nọ cũng không có. Chỉ trừ anh tu thì sẽ có. Đó. Cái vấn đề nó khác nhau ở cái chỗ là tham lam là mong không làm mà có. Tu là do làm mà có. Hai cái này nó khác hoàn toàn khác nhau. Nó khác nhau hoàn toàn. Ok. Mà tu theo đạo Phật là anh phải làm mới có. Phật không cho anh được cái gì hết á. Đấy, thấy có nhiều người không? Thầy ơi, con chuẩn bị đi sinh con. Bữa nay là đi vào nhà thương để sinh con. Trước khi con đi, thầy chúc mừng cho con một cái để con cho con may mắn. Thầy nói một cái gì đó chúc mừng con đi. Ủa, thầy có chúc mừng con nữa. Vậy thôi, đâu có bổ ích gì đâu. Con lo con niệm Phật thì con có phước đức. Thầy có nói cho con cũng vô ích, chả giúp được con gì hết á. Ok, chuyện đó của con không phải chuyện của thầy. Đấy, nhưng mà người ta vẫn có những cái niềm tin như vậy. Mà nếu như người ta có niềm tin vậy mà thầy lại chúc cho họ, rồi thầy cầu nguyện cho họ để họ có con, thì bắt đầu thầy trở thành là ông thầy linh ứng. Và ông thầy linh ứng vậy là bây giờ là thầy cũng đâu có tu được nữa, đâu còn thời gian gì đâu. Tại vì những cái người không có con họ cứ bu tới nói đi kiếm ông Hoàng Quý Sơn, ông chỉ cần ông nói một cái là có thôi. Ông nói cầu cho nói chúc con có con, sinh con đẻ cái tốt lành, thế là sinh con đẻ cái tốt lành, vậy là bây giờ là thành ra Hoàng Quý Sơn là Hoàng sinh con. Thần linh họ là như vậy đó. Tại vì cái niềm tin, hễ một khi con có cái niềm tin là bắt đầu nó trở thành linh ứng ngay thôi, do cái tâm của mình đó. Thầy cái này thầy đã nói rất là nhiều rồi. Cho nên đạo Phật đó, các cái vị mà họ tu hành chân chính, họ không bao giờ làm mấy chuyện tào lao vậy hết. Okay. Chuyện đó của cô tự động cô lo đi. Cô tu đúng giống như tôi nói thì cô sẽ còn cô đừng có mong cầu tôi chúc mừng cái gì không có đâu. Okay. Thầy ơi, vậy là qua cái phần mà giải thích của thầy thì con hiểu là không nên đến những nơi mà thần thánh như đền để cầu xin. Không nên, tuyệt đối là không nên. Bởi vì mình sinh ra xong rồi á, con đi tới đền á thì con khấn cái gì? Tại do cái tấm tham lam của mình là không làm, không muốn làm mà muốn có. Cho nên là một con cỏ xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn tôm ăn cá. Ba cỏ xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm. Rồi, cho con làm ơn các ông bà thần thánh gì, cửu huyền thất tổ gì, trên trời dưới đất gì đó, cho con xin đứa con trai. Nếu mà cho con xin đứa con trai, con về con bảo đảm nha, sinh ra rồi con sẽ trở lại con tạ ơn ngài. Tạ bao nhiêu đó không biết. Cái lúc mà cần đó, xạo lắm, hứa đủ hết. Cái bản chất con người mình là tham lam xạo sự ba lát, ok, cho nên là lúc đó hứa đủ cả rồi, tới chừng mà sinh ra được rồi đó, mỗi năm cứ phải đi cúng đi bái đi trả lễ, cực quá bắt đầu mệt. Mệt rồi xong không đi một phát cái là con thằng nhỏ nó bệnh hay gần ngất ngư thí dụ vậy, bắt đầu sợ khủng hoảng lại phải đi tiếp 5 năm 10 năm 20 năm, hoặc là tự nhiên đem vô chùa mấy cái đền. Chùa thì không nói, nhưng mà mấy cái đền mà chùa ngoài Bắc thì cũng vậy thôi, cũng y vậy, giống như mấy cái đền vậy thôi, không khác nhau gì hết. Đem mấy đứa nhỏ đi vô đó để gọi là bán cho chùa. Thế là bây giờ sợ hãi, lúc nào ngồi cũng sợ. Là bây giờ bán xong rồi không biết làm sao để chuộc lại. Ủa chứ mắc gì phải đi bán rồi phải chuộc. Thấy không? Họ toàn là làm những cái chuyện tào lao như vậy, nhưng mà họ rất thích. Và tốn rất là nhiều tiền nhưng mà họ rất thích. Còn cái bản chất mà tự họ tu để họ đạt được hết tất cả những thứ đó họ không thích. Bởi cái bản chất lười biếng, không muốn làm mà muốn hưởng. Chỉ muốn ngồi không ăn thôi. Rất là tự. Mà tại sao thầy biết cái này? Sở dĩ thầy biết những cái đó là tại vì họ tới họ hỏi, họ nhờ thầy hoài thầy, cho nên thầy biết. Bây giờ làm sao con, thầy ơi con làm sao con, bây giờ con bán cho chùa hay bán cho đền rồi, hay là bây giờ con đi cầu tự con có, mà mỗi năm bây giờ cứ phải nghĩa là nghĩa là phải làm sao á mà để cho
con không phải đi 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 tới đền đó để mà là làm lễ nữa, hay là phải cúng cái này cái kia nữa, gọi là trả lễ đó, mỗi năm là phải đi trả lễ bao nhiêu tiền đó, tốn 1-2 triệu gì đó, thí dụ vậy, 2-3-4 triệu whatever, cái gì cũng được, nhưng mà đại khái nó là như thế. Thì thử hỏi nếu mà mình làm việc mà mình phải đi trên cái con đường mà cực khổ như vậy, tại sao mình phải làm? Mục đích của mình là phải được hạnh phúc, đúng không? Mình sống là mình phải được hạnh phúc, mình muốn làm cái gì là mình phải được làm cái đó. Chứ tại sao mà tôi sống mà tôi phải chịu lệ thuộc bởi những người khác là cái chuyện vô lý như vậy, mà lại họ lại chấp nhận, và họ lại rất, không những chấp nhận mà còn lại rất thích nữa chứ, là quái gở. Giống như cái đầu của họ bị cái gì, họ suy nghĩ nó không có được bình thường. Cái này đó là mình phải hiểu, tất cả những cái đó là mình phải hiểu. Con lại cho những cái khác, cho nên mình cái này đó là mình phải hiểu cho rõ, tuyệt đối là đừng nên làm bất kỳ một cái gì mà đưa mình vào trong cái thế bí đó. Các bạn hãy nhớ rõ như vậy nha. Thành ra đó là muốn có con, quý vị chỉ cần phát cái tâm, quý vị tu tập, lập tức quý vị sẽ có con. Ok, cái điều này ở trong làng ta đó nó nhiều không thể tưởng được. À, tôi không cần phải nói biểu diễn hay là nói gì với các bạn cả, tất thứ đó các bạn cứ hỏi những người mà đã từng ở trong làng thì sẽ biết ngay thôi, không có cần gì phải hỏi tôi hết, tại vì tôi không có lý do để tôi phải nói dối với các bạn nha. Cho nên là con phải biết là dạo này đó cái nghệ thuật mà làm truyền hình của thầy đó bắt đầu nó cao rồi, có lúc đó thì thầy sẽ để cho con làm một mình, ok, có lúc đó là thầy sẽ làm một mình, cho nên con cũng được quan tâm là tại sao tự nhiên không mình biến mất nào. Đấy. Con tưởng Đúng con bị out, con tưởng con bị out ra khỏi khỏi màn rồi. Rồi. hình. Dạ dạ nắm hết chưa? Con không ngờ là hôm nay là kỹ thuật của thầy là cao tay đến như vậy. Thầy là bắt đầu là tại tại bữa nay ta có là ta vô ta có làm phép rồi Vậy là con cứ cổ quá là con không bắt nhịp kịp. ok. À thầy ơi, con sẽ còn một cái thắc mắc nữa, con nhờ thầy giải thích trước khi mà con gửi đến thầy cái câu hỏi của Cái tiếp dạ. hả? Đó là hồi nãy thầy nói rồi, không chỉ nên tu nếu mà đối với những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á hoặc là vô sinh á thì nên tu thì cầu may ra thì sẽ có con, còn không nên đi đình đi đền để mà cầu xin thần thánh. Vậy thì lỡ đi, lỡ ví dụ Nghe. như con không biết, con đã lỡ đi rồi và đã có Rồi. được cái đứa con như ý muốn rồi thì bây giờ bắt cầu, con nghe thầy nói là con hoang mang rồi đó. À, không đâu con, nếu mà con đi cầu là tự động con hoang mang thôi, chứ cần gì phải nghe thầy nói. Nội cái đi con đi trả lễ mỗi năm là con đã hoang mang rồi. Dạ. À, vậy thì đối với những cặp vợ chồng mà sinh được những đứa con như vậy thì bây giờ những bậc cha mẹ đó cần hiểu gì và làm gì để đứa trẻ được bình an ạ? À? À, thì cái việc đơn giản là họ chỉ có tu thôi, việc của họ là họ cứ tu thôi, rồi họ cũng cần phải đi lễ đi lọc gì nữa hết. Thí dụ như nếu mà họ là cái người mà thật tu đó thì họ sẽ đi tới cái đền đó rồi họ làm một cái lễ, rồi bà họ nói rằng ok cảm ơn bà chú sứ hay là bà chú siết gì đó, hay là ông 30 ông 31 gì đó, hay là cô mơ cô mộng gì đó không biết, tất cả tôi bây giờ tôi nói với các vị vậy nha, ok, cái sự mà nói cái lòng mà cảm ơn của tôi đối với quý vị đó là nó vô cùng tận, và mình đã nhiều năm tôi cũng vẫn để thể hiện cái lòng đó, nhưng đến hôm nay chúng tôi đã bắt đầu tu theo Phật, và dĩ nhiên tôi biết quý vị cũng rất là thích tu theo Phật, nên là tôi đến đây làm một cái lễ này hôm nay, lần này là coi như chúng ta xong, nhưng mà không có nghĩa rằng tôi không đến đây nữa là tôi không cảm ơn quý vị đó. Cái lòng của tôi là lúc nào tôi cũng 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 nhớ đến cái công ơn mà quý vị đã cho tôi một đứa con. À, ngày xưa tôi không biết tu cho nên là tôi đã làm những cái điều như vậy, nhưng bây giờ tôi biết tu rồi thì tôi xin đến đây lần cuối cùng vậy thôi. Thì cũng giống giống như như thầy nói chuyện với bà chúa cái đền gì mà ở ở ở trên và thánh mẫu đó, à bà ở ở ở cái chùa mà ở ngoài Bắc đó,
Tự nhiên thầy quên mất cái tên nữa ha, hình như là bà gì đó thánh thiện, tự nhiên quên trai cái tên thì tức ghê. Anyway thì thầy vô thầy cũng nói với bà bình thường vậy đó. Tôi nói thôi bây giờ vậy, bà có muốn thành Phật bà cũng phải tu, ok. Thành ra bây giờ bà tự bản thân bà tu cực khổ, bà chưa xong, cho nên là bây giờ vậy, tất cả các đệ tử nào mà nó vô đây theo đạo mẫu đó, bà đưa hết qua đây cho tôi. Mà thầy vô thầy đứng trước mặt bà thầy nói vậy đó, bà cứ mời tôi tới đây, thầy tới thầy vẫn chắp tay thầy xá bà, dĩ nhiên là lạy là thầy không lạy rồi đó, thầy xá thầy chỉ có lạy Phật thôi, không có lạy ai khác ngoài Phật hết, ok. Xá bà, tôi tới đây là để tôi trải cái lòng tôi ra, tức là cái sự chân thành tôi đến để mà tôi cho bà biết là kính trọng bà, tôi đến đây để tôi nói chuyện với bà. Thế cho nên vì vãn cảnh ở đây cho nên tôi vào đây tôi thăm bà. Thế bà cũng phải tu vậy, bà cực khổ lắm. Thôi thì bây giờ vậy, các cái đạo mẫu mà các con nhang gì cơ đó, họ dùng những cái danh từ đó, thì bây giờ bà có làm gì làm, rồi cuối cùng bà cũng phải hướng dẫn họ tu, bà cũng phải dạy cho họ tu để họ mới có thể tốt được, còn không không thể tốt được. Cho nên thôi giờ tôi nói chuyện với bà vậy cho nó tiện. Bà cứ đem hết mấy cái người mà con nhang rồi đó theo đạo mẫu đó bà gửi qua hết đây cho tôi nha, rồi vậy vậy đó là để tôi hướng dẫn cho họ tu vậy theo đạo Phật nó tốt hơn, là thế đó nha. Rồi coi như là mình có một cái công ước vậy đi cho nó tiện. Thấy không, thầy vô thầy nói chuyện với bà cũng bình thường vậy thôi, không có vấn đề gì đâu. Quý quý vị là khán giả đang đang nhắc là có phải thầy muốn nhắc nói đến là chú Kho đúng không ạ? Không, bà chúa gì mà ở ở ở Tây Thiên á, bà chúa Tây Thiên ở chùa ở Tây Thiên á, À, chùa Tây Thiên. ở ở chùa Tây Thiên á. Nói chung là ý của thầy muốn hướng dẫn là có cái gì thì cứ phải nói rõ ràng. Nói Còn rõ là với con người ta cũng vậy, cứ nói rõ. ngay cả với Đúng Phật không? cũng phải nói rõ, tất cả mọi thứ mình làm là mình cứ nói rõ ràng vậy đó, mình trong tâm mình sao mình chân thật mình nói vậy, không ai bắt bớ gì mình hết. Đừng có nói xạo, đừng có gạt, đừng có nói những cái lời mà nó không thật, không nên. Mình cứ nói thật, có gì nói đó. Thầy ơi, nếu mà nhắc đến là vô sinh hiếm muộn thì có những cái trường hợp là người ta nhờ mang thai hộ á thầy. Nhờ người khác À, mang thai hộ. cái mang thai hộ đó thực ra nó đối với thầy thì cái đó nó sẽ gây ra nhiều cái phiền não về sau, và cái đó nó cũng mình cứ tạo ra nhân quả, bởi con người đó cứ lúc nào cũng thích tạo ra nhân quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, họ không thấy được cái nhân họ tạo ra nó phiền phức dễ sợ lắm. Ví dụ như thầy thầy thí dụ cho một cái sự thật nó như thế này, ví dụ như có một cái người con người em bị tử nạn vì tai nạn, thế rồi gia đình lại lấy tinh trùng của cái người em nó giữ lại, vì cái người em chưa có vợ, mà gia đình thì chỉ có một người em, người con trai độc đinh vậy đó, bây giờ chết mất rồi, cho nên là muốn lại lại muốn cái vấn đề là ở làm sao ở đằng sau để cho có con cái. Thế bây giờ tinh trùng này nó đi đi kiếm người mà để mang thai dùng đó, thì họ cũng ngại là không phải là máu mủ của mình, nhiều khi rồi sau đó họ không trả con thì sao. Thì ví dụ vậy cũng là do cái tính tham lam, do cái sự mà mong muốn đủ thứ hết. Thế thì bây giờ lại phải đem cái tinh trùng của đứa em đó phải cấy vào một trong hai bà chị, thấy chưa. Thì như vậy đó, nếu mà mình nhìn trên cái vấn đề khoa học thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà nếu mà mình nhìn về cái vấn đề mà tâm linh, hoặc là mình nhìn về đạo đức thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì giống như là bây giờ là loạn luân, có phải không? Cho nên là tất cả những cái gì mà nó có liên quan tới cái sự tham lam mong muốn của mình quá đáng, đối với thầy nó đều là sai cả, nó gây ra nhiều cái phiền não cho đời sau lắm, mệt mỏi vô cùng. Chưa kể là ví dụ như vậy thì cái này là giống như chị em lấy nhau vậy, thì chị em cái huyết thống đó nó sẽ bị nhiều cái DNA, nó bị những cái khoảng gọi là những cái mắt xích nó bị hư, như là bị mù màu này kia kia nọ, hay là thần kinh cũng được bình thường, ví dụ như vậy. Thấy không, nó không có lợi gì hết đó. Do cái sự tham lam của con người mà nó xảy ra như vậy. Còn ví dụ như một người tốt, cái người mà người ta đạo đức,
đơn giản thôi. Ok, giờ tôi không có con, không con trai ha, không con trai nói giỏi rồi đi xin một đứa con nuôi con trai về, mình thương yêu nó giống như con ruột của mình, lo lắng tất cả mọi thứ. Nếu mình có phước báo đó, tự động con mà con nuôi đó nó sẽ lên, nó lớn lên nó sẽ lo hết tất cả mọi thứ cho mình. Mình sống đạo đức, tự động nó nhìn vào cái đạo đức của mình rồi nó sẽ lo cho mình, không lo gì hết. Nhưng mà tại vì con người ta nó không muốn vậy, họ nhìn cái vấn đề là tại vì cái con mà tôi sinh ra nó mới là con tôi. Nếu mà con anh á, nó sinh ra nó là con anh, vậy tại sao có những đứa con nó là giết cha nó, tại sao nó sinh ra là nó giết mẹ nó? Vậy là nó là kẻ thù anh chứ nó đâu phải là con anh. Anh nhìn với con mắt bình thường thì anh thấy nó là con anh, nhưng mà không, đời trước mày đã giết tao thì đời này tao phải giết mày. Nó giống như câu chuyện ở Pháp mà hai vợ chồng cái người đó mà có một người ăn trộm leo lên cái cây, cây xoài, cây xoài chứ không phải xoài nha, cây xoài, thì đi vô nhà đó, lúc đó cái người chồng nó cầm dao đâm cái người này bị thương chết và bị thương ở trên đùi. Thế là anh này anh té xuống dưới cái gốc cây xoài đó anh chết. Mà chỉ có một năm sau thôi anh đầu thai lại anh làm con của cái gia đình này. Mà khi cái đứa nhỏ sinh ra một năm sau sinh ra đó, trên cái đùi bị một cái vết thương, cái người mẹ và người cha sợ, mà đặc biệt là bà mẹ bà sợ khủng khiếp luôn, bà rất là sợ. Tại vì bà thấy cái vết thương của cái anh nó chết khi mà ở trên đùi ảnh còn cái vết thương đó thì nó ám ảnh bà. Và khi cái đứa nhỏ sinh ra nó đã có cái vết thương sẵn trên cái đùi đó rồi. Thì nó lớn lên nó lầm lì. Lúc nó chừng đâu khoảng 5 tuổi là nó hỏi mẹ ơi, vậy chứ cái bố ơi, chứ cái cây sồi mà hồi trước đó nó mọc ở đây bây giờ nó đâu rồi? Thì vì khi mà cái anh đó té xuống chết đó thì họ cắt cái cây sồi đó bỏ. Cho nên bà mẹ bà càng sợ hơn nữa, bà hỏi ủa vậy chứ con làm sao con biết có cái cây sồi này? Con mới có 5 tuổi làm sao con biết? Thế giờ thế là lúc ảnh 14 tuổi ảnh mua một cây dao về, ảnh ngày nào ảnh cũng cứ mài cây dao và cuối cùng ảnh đâm cha ảnh chết và mẹ ảnh chết, rồi ảnh cũng tự tử ảnh chết luôn. Ảnh chính là cái người ăn trộm mà đã leo vô nhà và bị cái người cha đó đâm chết, té xuống cái gốc xoài. Thế thì bây giờ mình cái đó, câu chuyện đó là ở Pháp là câu chuyện thật nhé. Thế thì rõ ràng con cái của mình nó là kẻ thù của mình chứ đâu phải là con mình đâu. Nhưng mà tại vì chúng sanh ngu si đâu có thấy được cái điều đó, toàn là thấy là ồ đây là con tôi sanh ra, dĩ nhiên nó là con anh sinh ra tôi cũng cãi đúng. Nhưng mà cái nghiệp của anh và nó đời trước đó, anh thiếu nó thì nó tới nó đòi, chỉ có 5% là nó tới nó trả ơn thôi. 15% là có lúc trả lúc không, có nghĩa là hai bên cũng hòa hoãn, không có gì hận thù bực tức. 80% là hận thù bực tức tới để đòi nợ, chỉ vậy thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện nó đương nhiên nhưng không ai chịu thấy hết. Thế thì nếu đã là cái nhân duyên lành thì bây giờ anh đi xin con nuôi nó vẫn thương anh bình thường giống như vậy thôi. Bởi vì thầy nói với cô, con ruột thì chưa thấy nó làm gì cho anh hết, nhưng mà con nuôi nó làm cho anh đủ thứ chuyện. Thế tại sao lại không thích con nuôi? Vậy thôi, đúng không? Con cũng biết là thầy cũng có những bạn con nuôi cũng rất là dễ thương á. Thầy thấy đứa nào cũng dễ thương hết. Thầy ơi, nếu mà thầy nhắc đến cái việc mà con cái nhiều khi nó là kẻ thù của mình á, thì thầy con nhớ có một lần thầy kể về cái câu chuyện mà làm cha cực hơn trâu bò á. Thầy dành con khoảng hơn một phút để kể lại câu chuyện này đi ạ. Cái câu chuyện mà làm cha cực hơn trâu bò là như thế này. Tại cái chuyện này đó là ông á, là bố của thầy đó, rất rất là thích kể. Ông đi cái đám cưới nào ông kể. Cái câu chuyện này nó là như thế này, có nghĩa là có một cái ông phú hộ, mình gọi như thời này mình gọi là tỷ phú đi. À, ông có một ông là tỷ phú, ông giàu đến độ là ông cho người ta vay rất là nhiều tiền. Và trong cái đám đó có một cái anh trẻ đó, ảnh rất là tài giỏi, ảnh vay lần nào ảnh cũng làm rồi ảnh thành công, ảnh trả đầy đủ, không có thiếu lần nào hết đó. Nhưng mà rồi đến một cái lúc ảnh không thể làm thành công nữa mà ảnh thất bại. Và từ cái chỗ thất bại đó ảnh cũng buồn và ảnh nói với ông này là ảnh sẽ đi tìm đủ mọi cách để ảnh làm lại, ảnh gây dựng lại và ảnh trả cho ông. Thế nhưng khi mà ảnh đi ra ngoài đó thì ảnh làm cực lực và ảnh mệt mỏi, nghĩa là túng quẫn rồi ảnh chết. Thì khi mà anh chết, tại vì ảnh mượn quá lớn, anh mượn tại vì ổng tin tưởng mấy chục năm làm việc không bao giờ thất hứa, thì bây giờ ổng buồn quá, ổng đi kiếm riết kiếm ngày này qua ngày nọ, rồi ổng cũng buồn khổ hết tiền, ổng cũng chết.
Khi mà ông chết ông xuống dưới, ông đi xuống dưới ông gặp ảnh, thế này ông ôm nó ông học không cho đi nữa, nhất định ta đã kiếm được có người rồi phải đòi cho được. Thế thì bây giờ Diêm Vương hỏi ông, thôi bây giờ tôi cho nó lên làm trâu bò ha, cho ông cởi, cho trâu ngựa gì đó để cho ông cởi cho ông nó trả nợ không. Ông này là ổng là tỷ phú mà ổng giàu lắm, cho nên là đầu óc nhân công vậy đó, thông minh lắm. Không không được, không được. Ngày mà cho nó lên nó làm trâu bò, nó trả con có một kiếp là như vậy là lỗ, tôi không chịu đâu. Ngài làm sao mà ngài phải cho nó lên làm cha tôi. Ông nói ok á, hồi nào giờ người ta chỉ nghe là làm trâu bò trả nợ chứ ai lại kiểu lên làm cha. Ông nói không không, nhưng mà phải làm cha đó thì nó mới trả hết nợ, mà ngài phải cho nó sống thật là dai, nó phải sống thật lâu nha. Nghĩa là khi mà nó lấy vợ rồi, nó sinh vợ, nó chỉ cần mang thai một cái là nó không được ngủ với vợ nữa. Thế là bây giờ đó vợ nó phải lo cho tôi từ trong bụng, khi sinh ra nó cũng không được ngủ với vợ, tại vì vợ nó phải lo cho tôi, cho nên là bú mớm đủ thứ thì vợ nó là tôi dành, ok, tất cả mọi thứ tôi hưởng, nó không được hưởng gì nữa hết á. Rồi tới cái lúc mà tôi lớn lên 5 7 tuổi đi học, nó phải lo cho tôi đi học, là học mãi 12 13 năm sau đó tôi mới ra được trường, tôi ra trường xong rồi, thấy không, nó phải có bổn phận lấy vợ, lấy nghĩa là lấy vợ cho tôi, Cưới à, vợ. cưới vợ, đi cưới vợ cho tôi. Rồi khi mà tôi cưới vợ xong rồi bắt buộc nó phải làm nhà cho tôi ở chứ, đâu thể nào nó cưới vợ cho tôi xong rồi nó bỏ nó được, không được, nó phải làm nhà cho tôi ở đó. Xong rồi tôi sanh con đẻ cái ra, tới cái đời con tôi nó lại phải tiếp tục lo cho cháu, thấy chưa đó. Tức nó làm ông mà nó phải lo, nhưng cho nên ngài phải để cho nó sống thật lâu. Rồi tới con tôi đó, nó cũng phải lo để cho con tôi ăn học cho lớn lên nữa. Rồi con tôi lấy vợ, nó cũng phải đi cưới vợ cho con tôi tiếp, nó phải đi lấy vợ cho con tôi tiếp, thấy nha. Xong rồi con tôi sinh ra cháu cố, nó cũng lại phải tiếp tục lo cho cháu cố, cho nên ngày phải cho nó sống cỡ 90 trở lên thì nó trả mới hết. Bây giờ nó thiếu tôi nhiều như vậy làm sao trả hết, thấy không. Cho nên thực sự đó là làm cha mẹ còn cực hơn trâu bò nữa, nhưng mà họ không thấy cái điều đó, thiếu nợ nó mới tới, nó mới tới nó làm con mình, thấy nha. Thì dĩ nhiên là lâu Thầy lâu ơi. mình 5% cũng có những người mà con họ đến họ trả cái nợ cho cha mẹ, thì cái đó là nó thương yêu cha mẹ là mình không nói, cái nhân nghĩa thì ít lắm. Con thầy thầy là kể kể câu chuyện này á, lần này thầy kể có vẻ như là nó sinh động hơn á, con cảm thấy con áp lực với hai đứa con của con quá. Chắc đợt này là con phải phải chuyên tâm tu hơn để con sẽ được lọt vào cái 5%. Làm sao mà làm vô trong được cái 5% đó nó mới tốt. Nãy giờ là thầy thầy con mình đã trò chuyện hơn 40 phút rồi đó thầy. Bây giờ con sẽ gửi đến thầy câu hỏi, gọi là câu hỏi mà vị khán giả may mắn được thầy linh quẻ. Thầy chờ con chút xíu ạ. Đây ạ. Câu hỏi này: động tâm vào lúc 22 giờ 17 phút ngày 12 tháng 11 tại Sài Gòn. 12 tháng 11. 12 tháng 11 mà lúc 22 giờ 17 phút ạ. Rồi, ngày 12 tháng 11, 22 giờ 17 phút. Câu hỏi: thầy cho con hỏi sang năm con có trả hết nợ được hay không? Câu hỏi rất là ngắn gọn ạ. À, cũng câu trả lời cũng rất là ngắn gọn, sang năm thì chưa trả hết được, nhưng mà nếu mà tới năm 2023 2022 là chắc chắn trả hết. Năm nay là 20, năm sau 21 là chưa Mốt trả hết. nha. Cho nên là nếu mà cái người này đó muốn trả hoàn toàn dứt điểm đó là 2022 là chắc chắn là trả hết. Nói một cách đơn giản, câu trả lời đơn giản. Còn nếu mà mình muốn nói dài dòng đó thì sang năm vào mùa xuân anh sẽ có một cơ hội trả, và vào mùa đông anh sẽ có một cơ hội trả nữa. Rồi, Mà chỉ là trả bớt thôi đúng không anh thầy hả? cái cơ hội mà trả hết rất khó. Còn cái câu trả lời mà chính xác đó là đến năm 2022 anh sẽ trả hết. Thôi. Rồi, vậy thì Hãy câu hỏi ngắn thì câu trả lời ngắn.
Anh đơn giản vô cùng. Dạ. Mục đích của vị khán giả này cũng chỉ để hỏi là xem là sang năm có trả được hết nợ hay không để cái tâm của họ an được chút xíu, nhưng mà chắc cũng có thể là Nhung muốn hướng dẫn bạn tu tập thêm để cái phước của mình nó dày hơn chút xíu và có một cái cơ hội đến năm 2022 chúng ta có thể trả hết nợ một cách mà thoải mái hơn. Dạ. Con cảm ơn thầy ạ. Xin lỗi quý vị nha, tại vì không hiểu sao tự nhiên cái mình đang nói chuyện hay ho ngon lành vậy, tự nhiên qua cái vụ quảng cáo cái rồi nó trớt lớp cái hả. Nói chuyện hay ho ngon lành quảng cáo cái rồi nó rồi. Dạ. Thôi cái vụ nhang đó cái để bà con tự động đi kiếm đi. Đây. Dạ. Thì coi như là chúng ta cũng vừa Ok, bây giờ thầy đề nghị như vậy nè, lần sau đó thay vì mình làm cái điều đó, mình không cần phải làm cái điều đó nữa, mà mình chỉ cần đọc cái lời giới thiệu mình nói luôn. Dạ. Ok. Nó sẽ hay hơn là mình bỏ cái video lên rồi mình chỉ cần ai đứa nào cái video lên bên cái phần chatting á để cho người ta thấy thôi nha, thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ không bị problem. Dạ. À, hồi nãy quý vị tức là thầy có một cái video giới thiệu về sản phẩm nhan làn da. À, nên là hôm nay mới cái video đó mới làm lại rất là đẹp và rất là hấp dẫn nên Nhung muốn khoe với mọi người ấy mà thì dĩ nhiên là cái thông tin này mọi người đã biết từ những cái tuần live trước rồi và thậm chí là chúng ta cũng có fanpage đó là nhan sạch làn da, à nhan làn da. Thì đây là một cái sản phẩm sạch của làng và được chiết xuất tất cả là từ thiên nhiên hết, không có độc hại với môi trường với con người. Hiện tại thì đang có ba dòng sản phẩm, dòng sản phẩm thứ nhất đó là hương chanh hương xả, dòng sản phẩm thứ hai đó là hương quế và dòng sản phẩm thứ ba đó là hương thuốc bắc. Và giá giá thành thì nó cũng rẻ hơn thị trường rất là nhiều vì có sự trợ giúp của làng của chúng ta. Thầy muốn thầy và Nhung cũng như tất anh chị trong ban điều hành muốn giới thiệu cái sản phẩm này đến cho tất cả quý vị cũng như là những cái thành viên của làng ta để chúng ta có một cái cơ hội được sử dụng những cái sản phẩm được gọi là rất là tốt cho sức khỏe và với môi trường, đó là sản phẩm nhan sạch làng ta. Đó, con giới thiệu vậy thầy thấy hay hơn nữa. À, Thầy cho con xin cứ thế chúng ta đó, đó, cứ thế chúng ta quảng cáo bằng kiểu đó. Thấy Dạ, Nhung có hàng mẫu luôn nha quý anh chị nha. Và các anh chị ở một số tỉnh mà chưa có đại lý, các anh chị cũng có thể vào fanpage Lan Nhàn Ta để đăng ký trở thành là đại lý của phân phối cái sản phẩm Sau này. khi đó, sau khi mình nói chuyện xong rồi Diễm nó tự động nó sẽ bỏ cái link lên, ai cũng thấy được, khỏi cần quảng cáo, mà vậy nó nhìn con quảng cáo thấy cũng đẹp hơn, thấy không, thấy nó tự nhiên, thấy nó thật hơn. Rồi ok, làm gì cũng vậy, mình nhìn vấn đề là mình phải thấy rõ. Dạ. Mình trở lại vấn đề của mình đi, chương trình của Dạ mình đi. rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại chương trình của mình và câu hỏi đầu tiên của vị khán giả mà Nhung muốn gửi đến thầy đó là có nội dung như sau nha. Thầy ơi, tuần trước con có nghe câu trả lời của thầy về vấn đề con cầu tự rằng không nên cầu con ở các đền. Thầy cho con hỏi trường hợp nào thì được coi là con cầu tự ạ? À? Vợ chồng con mới cưới đi du lịch có ghé các điểm tham quan như là mộ chị Võ Thị Sáu ở Côn Đảo, khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Khi dâng hương tưởng niệm thì tụi con khấn chung chung và có đề cập đến ý muốn là có con. Sau đó hơn một tháng thì con biết tin mình có bầu. Như vậy có được coi là con cầu tự không ạ? À? Vì tụi con không chủ đích đến đó để cầu con cái, nhưng nếu có thì tụi con có cần có nên làm gì không ạ? À? À, thì cái chữ cầu tự có nghĩa là tự là chùa đó, là phải vào chùa cầu mới gọi là cầu tự. Ngày xưa người ta cầu tự là người ta vào chùa, người ta ăn chay nằm đất để người ta tụng kinh niệm Phật trì chú cầu nguyện để có con, gọi là cầu tự. Dạ. Ok. Cái bây giờ đi đi đâu cũng cũng cầu hết, thí dụ như mình đi tới mấy cái chỗ đó thì đâu phải là cầu tự, nhưng mà giống như là mình cầu thần. Thì
thường thường mình đi mấy cái chỗ đó thì họ vẫn có những cái âm hồn họ ở đó, nhiều khi mình tới đó mình cầu nó hợp duyên họ lại đi về với mình, cho nên đâu có chắc gì là tốt đâu. Cầu tự có nghĩa là do mình tu tập để mình có được cái phước đức mà để mình có con, thì dĩ nhiên là nó phải tốt rồi. Bởi vậy trong làng mình á, thấy không, những cái đứa nhỏ mà nó sinh ra là tại vì mẹ nó trong 9 tháng trước khi có con đã bao nhiêu năm, có người đã chục năm đó, giống như một cô ở trong trong làng ta là mới trong năm nay nè, 11 năm trước đó có một đứa con trai, sau đó 11 năm sau muốn có con, tìm đủ mọi cách, tốn không biết bao nhiêu tiền, hai vợ chồng khá giả mà, cho nên tốn rất rất là nhiều tiền vẫn không có con được. 3 năm trước gặp thầy, rồi khi thầy về Việt Nam cũng có đi theo, thầy đi Nha Trang đi theo à, mà tại vì con này cũng tên Trang luôn, thầy đi Nha Trang đi theo, con cũng ra Nha Trang rồi. Xong rồi tu tập một thời gian thì có bầu, đến lúc có bầu rồi sinh ra thì cũng không sinh ra được. Ôi khóc lóc với thầy, thầy nói khóc cái gì, tu không đúng thì nó không có con, hỏi làm sao để con có con, muốn có con thì tuyệt đối đừng mong có con, chỉ là tu thôi. Ok, chỉ tu khi mà mình muốn có con đó, mình nói ok bây giờ con bắt đầu từ bây giờ là con sẽ tu để có con, và chỉ vậy thôi, nhất định là con sẽ có con và hết, không có nghĩ cái gì tới cái chuyện có con nữa hết. Thế là năm sau cổ tự động có con, sinh đứa nhỏ đó nó đẹp vô cùng, mặt mày nó đẹp lắm, cứ nhìn tất cả những đứa nhỏ, những như đứa bé mà trong làng mình sinh ra mấy trăm đứa đó ha, nhìn đứa nào đứa nấy ngay cái đế mũi của nó là nó chần dần vậy nè, đứa nào đứa nấy thôi một cục như vậy đó. Hỏi làm sao mà bây giờ nó muốn nghèo, nó làm sao nó nghèo, cuộc đời nó bắt buộc nó phải từ bằng cha mẹ nó trở lên chứ không thể nào dưới được. Nếu nó không phải là tỷ phú thì nó cũng phải là triệu phú, hoặc là cuộc đời của nó phải ăn rồi ở không chơi thôi, chứ nó không thể nào cực khổ được hết. Tại vì đó là những đứa nó phước đức của nó nhiều, cha mẹ nó tu như vậy, mẹ nó tu 9 tháng 10 ngày, hỏi mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, trí tuệ của nó làm sao mà không thông minh, nó sinh ra là nó đã hàng ngàn lần thông minh hơn những đứa nhỏ khác rồi, thì làm sao nó thành công, đúng không? Đó, cho nên nếu mà mình tu đó thì bắt buộc con mình nó phải tốt thôi, mình có muốn nó không tốt nó cũng phải tốt thôi, mình không muốn nó giàu sang nó cũng phải giàu sang thôi, bởi vì chỉ có cái loại đó nó mới đầu thai nó làm con mình, còn cái loại xà bát tào lao nó nhất định nó không bao giờ vô làm con mình, bởi mình có phước làm sao mà nó mấy cái thằng xà bát kia nó làm con mình được, đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi, nhưng họ không chịu. Và cứ nhưng mà cái câu hỏi của bạn này là bạn có đi Thì phải đến ráng tu, phải ráng tu, không tu không làm gì được hết đó, đâu biết ma quỷ gì vô đầu thai làm con mình đâu biết đâu, mấy đứa trôi sông lạc chợ nào đấy, tại mình đi tới mấy cái chỗ đó nó không phải là những cái hoặc là có thể nhiều khi thí dụ tới Cao Văn Lầu là ổng là chuyên về ca hát, thì nhiều khi sinh ra đứa con nó chỉ đi thích ca hát Vậy thì thôi. nếu mà bạn này cảm thấy bất an thì bắt đầu mình cứ tu đi đúng không ạ thầy hả? Phải rồi, không có là không có ai giúp được hết á, chỉ có mình giúp được mình thôi, không có ai giúp được mình hết. Thầy ơi, nếu mà không phải là đi đền để mà cầu con, mà cầu gia tiên, xin gia tiên để có con thì nó có khác gì không ạ? Không có xin ai được hết trơn, gia tiên bản thân họ họ lo, họ không xong sao họ lo cho mình được, bây giờ bản thân họ họ Ý ý của vị khán giả này hỏi rằng là người này cầu gia tiên để có con, vậy thì họ có bất an không? không không phải cái chuyện mà người ta cứ nghĩ rằng là gia tiên có cái khả năng cho họ con, không có, không được, Do cái không phước có của gia mình. tiên nào. Nếu gia tiên có phước thì bắt buộc đời con đời cháu nè, mình cứ nhìn Khổng Tử đi, 70 nghĩa là bao nhiêu, 70 đời của Khổng Tử, biết bao nhiêu từ cái thời của Khổng Tử tới bây giờ biết bao nhiêu đời, thấy chưa, đời đời kiếp kiếp của họ phước đức nó nhiều đó. Nếu mà anh làm phước được nhiều như vậy thì tự nhiên cái đời sau đó con cái gì lúc nào nó cũng giỏi hết, đời nào nó học cũng giỏi hết, đó là do phước chứ nó đâu phải là do tại vì cầu Khổng Tử mà có được đâu, ổng cũng đâu giúp được gì cho con cháu ông đâu, đúng không? Ủa vậy chứ mày cầu tao mà mày không làm phước tao làm sao tao giúp, tụi bay muốn tao giúp cái gì, cho tụi bay được cái gì, không cho được cái gì hết á, tụi bay tự làm tự hưởng chứ tao làm sao tao cho được, đúng không? À, nhưng mà tại vì chúng ta đó là nói là Khổng Tử là giống như một bậc thánh á, mà còn vậy nữa huống nữa người thường chứ, cứ hỏi chút mà cầu cầu tổ tiên, cầu tổ tiên, nếu mà tổ tiên mà thành thánh á, thì tổ tiên cũng đâu có rảnh để về cho mình lo cho mình, nếu mà lo cho mình vậy đâu phải là thánh, lo là phải thể làm thánh là phải lo cho tất cả chúng sanh chứ không phải lo cho phần mình à, cho nên cái chuyện mà mình cầu đó là nó không đúng.
do mình tu được chứ không phải mình cầu Phật được, Phật không cho mình được. Nhưng mà tại vì do mình tu cho nên này tu nè, ráng tu giỏi cho nên nó do có cái nhân duyên đó mình tạo cho chút duyên để cho có những đứa con lành, đứa con tốt thì cái đó đúng. Chứ con bảo rằng mình đi cầu tổ tiên mình để mình có được, chuyện vô lý. Tổ tiên mình nếu tốt thì họ đã về trời. Dạ. Còn nếu không họ đã đầu thai làm người. Chỉ trừ khi là họ trở thành thần thì may ra mình cầu họ họ giúp được. Ok. Còn không mà nếu họ xui nữa họ xuống địa ngục ở chịu mình giúp họ chứ họ không có khả năng giúp mình. Còn nếu họ làm trâu bò cho chó ngựa gì đó thì mình coi như là cuộc đời của họ thui hẻo rồi, đúng không? Hoặc là họ làm ngạ quỷ, họ làm ngạ quỷ thân họ ăn họ còn không đủ ăn nữa, đói khát tối ngày. Họ làm sao họ giúp mình? Cho nên cái chuyện mà mình cầu tổ tiên đó là mình cầu tổ tiên là tại vì mình tôn thờ kính trọng tổ tiên mình. Yeah. Mình nói lên cái lời đó cũng giống như là để cho chư trực thiên chư thần chứng giám cái lòng thành của mình đối với tổ tiên mình. Chứ yeah. nó không phải là mình cầu họ thì họ sẽ giúp cho mình được. Hiểu cái đó là nó sai, hai cái này nó khác nhau. Sở dĩ mình nói lên cái điều đó là mình để mà mình bày tỏ cái lòng, trời ơi tổ tiên ơi, con bây giờ kiếm con không có, bao nhiêu năm rồi không có con được, cho nên mới nói ra những cái lời đó. Nhưng mà thử hỏi anh sát sanh hại vật, anh đời trước phá thai, ông bà cha mẹ phá thai tối ngày, bây giờ đi kiếm con cầu tổ tiên làm sao ra? Thí dụ có cầu tổ tiên thì mấy con ma nó đi theo, nó kéo ông làm được cái gì, bà làm được gì, hồi đó bà phá thai bà giết tôi, tụi tôi biết bao nhiêu đứa nè, bây giờ đang đi theo rình nắm bà kéo bà nè, bà làm sao bà giúp? Thấy không? Thành ra mình nói những cái đó là mình thấy cái sự hiểu biết đã sai lệch hoàn toàn rồi. Cái tư tưởng là mình nói với tổ tiên là để mình cớ cho họ thấy được cái lòng thành của mình với họ, thế thôi. Còn cái khả năng mà họ giúp mình là không có, trừ phi mà họ tu họ thành, họ chứng đắc những cái gì đó cao hơn thì cái đó mình không nói. Nhưng mà cái đó thì đếm được trên đầu ngón tay. Dạ. Có thể rằng là cái vị khán giả này là ngay cái lúc mà mình cầu xin tổ tiên thì nó trùng hợp với thầy, trùng hợp là cái phước của họ đến nên do họ cái... dạ nên họ có do con cái... mang cái đó. Đến. Nên họ bị lầm tưởng là gia tiên đã phù hộ cho họ có con, mà thực ra sau phần giải thích của thầy thì đó là không phải. Dạ con cảm ơn thầy. Con xin gửi đến thầy một câu hỏi của một vị khán giả tiếp theo. Thưa thầy, con bị mất kinh nguyệt khoảng 12 đến 13 năm trở lại đây, bệnh nan y chưa có thuốc chữa hết bệnh, uống thuốc tây thì có kinh, không uống thì không có. Chữa thuốc nam, thuốc bắc thì chưa bao giờ có kinh. Mấy năm trước đi khám bác sĩ nói muốn có con thì phải sinh trứng. Nhưng năm kia con đi khám thì thêm bệnh tử cung nhi hóa nên càng khó có con hơn. Bệnh của con nên làm thế nào để có con ạ? Mặc dù hai vợ chồng con trì chú đại bi, lạy Phật, đi từ thiện, phóng sanh, ăn chay 8 ngày một tháng, cầu nguyện hơn 10 năm vẫn chưa có con. Nhưng có điều là càng tu tập thì hai vợ chồng càng to tiếng với nhau nên không muốn tu tập và còn tham sân si lắm. Khi con đau khổ, con xin mẹ Quan Âm và được cứu giúp. Riêng phần con cái, con xin gần 10 năm nay không được. Con mong thầy cho con lời khuyên. Con không mạnh mẽ để vượt qua được thiện phi. Con cảm ơn thầy. Bây giờ đó, cái nếu mà không có con như vậy đó, người này có hai cách. Một là lạy sám hối và sám oan gia mỗi ngày. Yeah. Nếu ngày hai thời được càng tốt. Hai, chí thành niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi mỗi một ngày 108 lần. Okay. Tại vì cái nghiệp người này quá nặng. Yeah. Chỉ vậy thôi. Đó là hai cách mà người đó có thể làm để mà đạt được cái mong cầu của mình, hoặc là tiêu tai bệnh tật. Lạy sám hối và sám oan gia mỗi và sám oan gia mỗi ngày. Đi 108 biến mỗi ngày. Không. Dạ. Thầy nói rõ, thầy lặp lại. Dạ. Cách thứ nhất là lạy sám hối và sám oan gia mỗi ngày. Dạ. Nếu làm được ngày hai lần càng tốt. Dạ. Cách thứ hai là mỗi ngày trì chú Đại Bi 108 lần. Dạ, trì chú Đại Bi 108 lần. Dạ. Chứ không phải làm ba cái đó, không ai làm nổi hết đó. Làm ba cái đó chỉ có làm thầy chùa cạo đầu rồi lên núi ở rồi lại thì, dạ, thì được. Có nghĩa là 120. Đúng rồi. Thầy ơi, nhưng mà trong cái câu hỏi của chị này có hỏi là tại sao khi mà càng tu tập thì hai vợ chồng càng to tiếng và không muốn tu tập nữa và còn tham sân si nữa. Vấn đề thì tại vì hai người này thực sự không phải là tu tập, mục đích của họ duy nhất là để có con thôi. Cái đó gọi là họ tu tham chứ không phải là để tu tập. Tu tập nó khác với tu tham.
Người đó thực ra là họ chỉ làm cái công việc tham lận mỗi ngày, tham lam mỗi ngày chứ không phải là mục đích tu. Tu có nghĩa là phải làm cho mọi thứ nó an lạc hơn. Có nghĩa là mình tu một thời gian rồi, tới cái chuyện mà muốn có con đó mình cũng không có nghĩ tới nữa, nó mình quên nó qua một bên luôn, tới ai nhắc tới mình cũng không biết luôn, thì lúc đó bệnh tật của mình nó mới hết, mình mới có con được. Còn cái tối ngày mình tu rồi mình cứ chăm bẩm vô là có con, trời ơi, ông làm vậy làm sao có con được, ông phải nằm trên tôi nằm dưới, nghe báo chí nó nói vậy đó, hoặc là tôi nằm dưới ông nằm trên, hoặc là quay đầu lại ngược giường bên trái bên phải, thí dụ vậy, không bao giờ có con được. Thầy ví dụ sống động quá. Thì sự thật nó là như vậy. Cái đó gọi là tu tham, chứ không phải mục đích của họ là chỉ làm những cái việc tham lam mỗi ngày, chứ nó không dính dáng gì tu hết. Dù họ có niệm Phật 800.000 lần một ngày cũng vô bổ. Tại vì cái tâm của họ không phải là ở cái chỗ mà làm cho nó an lạc. Tu tức là làm cho cái tâm mình an lạc. Thầy đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Khi mà cái tâm của mình an lạc đó, thì trong cái não mình nó sẽ tiết ra cái chất nước khoa học, và nó trị lành tất cả các bệnh, nó diệt hết tất cả các nghiệp. Còn nếu mà mình không tiết ra được cái chất đó, mà mình chỉ tiết ra cái chất độc đó, thì nó sẽ làm cho mình bệnh tật càng lúc càng nhiều, bực tức nóng nảy đủ thứ cá cái. Cho nên cái tóm lại, tu là phải ăn lạc vậy thôi, hễ không ăn lạc tức là tu sai. Cho nên là với thầy là ngày nào cũng ăn đậu phộng, tại vì cô cứ làm đậu phộng đưa cho ăn, gọi là ăn lạc đó. Miền Nam gọi là đậu phộng nhưng mà miền Bắc gọi là lạc, cho nên là mình muốn ăn lạc là phải ăn đậu phộng cho thiệt nhiều. Ok, quý vị nhớ nha, chúng ta sẽ học theo thầy là trong nhà ai cũng có một đậu phộng thôi quý vị. Thầy ơi, con nói cứ là phụ nữ thì con cũng thấu hiểu được cái tâm trạng của cái chị này, có nghĩa là trong cái câu hỏi chị có nói là chị không thể vượt qua nỗi thị phi, tức là ngoài cái áp lực là cái bản thân á muốn làm thiên chức làm mẹ thì còn bị những cái thị phi bởi những gia đình rồi xã hội nữa thầy ạ. Thì cái chuyện đó là chuyện cổ tự động, cổ tự rước cái khổ vào người. Chính vì cái đó đó là cổ tu thị phi chứ đâu phải là cổ tu để có con. Không phải, cô này không có tu, cô này mục đích là chỉ đi tìm thị phi thôi, với lại là đi tìm cái sự nóng giận thôi. Ok, cái mục đích là để đi tìm con thôi chứ không phải tu. Tu là người ta sẽ bỏ quên hết tất cả những thứ đó. Vậy là cái phần giải thích của thầy ngày hôm nay thì con chắc chắn là chị và ông xã sẽ có một cái cách tu đúng hơn à. Đúng rồi. Thì cũng giống như thầy đã nói hồi nãy, cái cô mà 11 năm không có con vậy đó. Thì cứ chăm bẩm vô là có con, ngày nào cũng gặp thầy là cũng có con đấy. Ok, vậy thôi không có, ráng chịu. Hỏi vậy bây giờ làm cái cách gì để con có con? Muốn có con thì đừng nghĩ tới chuyện có con nữa. Có nghĩa là chỉ biết tu, và tôi biết tôi tu 100% tôi sẽ có con hết. Không nghĩ gì khác nữa hết. Nhưng cũng mong và chúc gia đình chị là chúng ta sẽ hiểu những lời của thầy, và chúng ta tu đúng, tu đủ để cái duyên lành nó đến, duyên lành của mình với con cái nó đến ạ. Con cảm ơn thầy. Con gửi đến thầy câu hỏi số 5. Thầy ơi, con muốn hỏi thầy là việc mình muốn cho con ăn chay từ nhỏ có tốt hay không, khi gia đình họ hàng không hiểu được việc mình làm và cho mình hại con ăn uống không đầy đủ, khiến con bị thiệt thòi, thiếu chất. Trong hoàn cảnh này thì con nên làm gì? Con cảm ơn thầy. Thì ví dụ như con thầy, thầy cũng có cho nó ăn chay đâu. Thì đứa nào nó thích ăn thì tự nó ăn thôi. Còn bây giờ nó không thích ăn chay thì nó cứ ăn mặn có vấn đề gì? Tại sao mình cứ phải bắt buộc nó cho nó ăn chay thì nó mới tốt à? Dĩ nhiên là cho nó ăn chay được là rất tốt, nhưng mà nổi cái chuyện là mình thấy cho ăn chay nó đã không tốt. Tại sao nó không tốt? Là bởi vì chung quanh mọi người trong nhà, nhất là những cái cô mà ở chung với ông bà già chồng, cứ bị ông bà già chồng nói hoài như vậy sao tốt được. Điều đó nó đã chứng tỏ là mình đã không tu đúng rồi, đúng không? Mình tu đúng là làm sao phải gia đình phải hạnh phúc. Nói gì nói tu không cần biết, nói kiểu nào cũng không cần biết, nhưng mà gia đình phải hạnh phúc. Hãy mình tu mà gia đình không hạnh phúc tức là sai, vậy thôi à, không nói gì khác hết. Ví dụ mình đang ăn chay, mình muốn ăn chay nha, đây là mình quyết định mình ăn chay, thầy nói rõ ràng đó là mình muốn quyết định mình muốn ăn chay. Nhưng mà nếu chồng của mình nó cực lực phản đối đến cái chỗ mà vợ chồng phải cãi nhau mà nó không vui, thế là đừng nên. Việc đầu tiên, các chư Phật chư Bồ Tát gia trì ủng hộ cho con và hiểu cho lòng con là con rất thích ăn chay nha, và các vị mà Bồ Tát hóa thân để cho tôi ăn đó cũng hiểu rằng là tôi rất muốn ăn chay chứ tôi muốn ăn mặn à. Nhưng mà tại vì chồng của tôi đó là không cho phép tôi ăn chay,
bây giờ đó chư Phật chư Bồ Tát con biết làm sao làm con biết, nhưng mà bắt đầu bây giờ con tu đó, tu con tu rồi các ngài phải làm sao mà để cho chồng con chấp nhận được con ăn chay đó. Thì như vậy mới là thấy cái sự mầu nhiệm của Phật pháp. Thế là bây giờ là mình chỉ có tu và mình tu thôi, rồi tự động tới một cái lúc chồng mình họ sẽ hoan hỷ, họ cho mình ăn mặn, cho mình ăn chay à. Đơn giản vậy đó. Mà không dừng, khi mà họ thấy mình tu tốt như vậy rồi tự động họ cũng ăn chay luôn, họ cũng bỏ ăn mặn luôn. Thấy chưa? Đây cái vấn đề là do mình tu thôi, đừng có bày đặt ra cái này bày đặt ra cái kia. Mà những cái bày đặt đó nếu mà nó thuận đó, gọi là thuận duyên thì rất là tốt. Nếu cả nhà mình nào hoan hỷ cho con mình nó ăn chay thì cái đó quá tốt rồi, hay nó cũng thích ăn chay nữa thì quá tốt đó, mình không có gì để bàn hết, rất là cực kỳ hoan hỷ. Còn nếu mà ngược lại thì suy nghĩ cho kỹ, đừng làm mấy chuyện tào lao chi cho nó mệt. Đối với câu hỏi này thì thầy cũng đã giải thích những cái vấn đề tương tự ở những cái số trước rồi, tức là chúng ta phải thuận theo tự nhiên, và khi mà đã tu rồi thì nó phải dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc, chứ không phải là mình thích đi từ thiện, mình thích đi tu, mình thích ăn chay trong khi gia đình con cái không thích, và dẫn đến cái sự mà xung đột, thì cái đó là Xung không đột đúng. mâu thuẫn là không nên. Con cảm ơn thầy ạ. Con gửi đến thầy câu hỏi của vị khán giả có tên là Hằng Đai Si. Thưa thầy, trong gia đình con có người hiếm muộn 6 năm, người này sống không tốt lắm, hỗn với cha mẹ. Nhưng tình cờ một người đi ngang qua nhà và trị bệnh cho là có con. Trường hợp này tại sao không sống tốt, không tu nhưng vẫn có thai được ạ? Nếu họ có phước thì 6 năm trước phải có thai, chứ 6 năm không tu nhưng vẫn có con được. Như vậy là thế nào ạ? Ờ, cái đó chuyện nó bình thường. Ví dụ như những người mà họ không có con 10 năm, 10 năm sau mới có con, ví dụ vậy, thì cái đó nó bình thường lắm. Nếu quý vị coi trong lá số tử vi họ sẽ thấy, tại vì cái nhân duyên nghiệp quả của họ phải trả bằng đó năm, hết cái bằng đó năm thì sau đó tự động họ sẽ có, cho dù không làm gì vẫn có, hoặc là họ sẽ được cái nhân duyên có người tới giúp để mà có. Nhưng cái vấn đề đó không phải là cái vấn đề chúng ta nói. Cái vấn đề chúng ta nói ở đây nè, cái người đó sinh con ra rồi lớn lên để cho con cái nó mắng chửi lại, giống như là người đó mắng chửi cha mẹ. Mục đích tại sao phải có con? Phải có đứa để nó chửi lại chứ. Cái mục đích sinh nó ra để nó chửi thôi chứ có lợi ích gì đâu. Tưởng vậy có con là vui, đâu có gì vui đâu. Sinh ra để nó lớn, nó hành hạ, để nó chửi bới mình, vậy mà cho là tốt à. Cho nên cái cô này nói vậy là sai rồi. Hay quá thầy ơi, cái phần giải thích của thầy này rất là hay á. Ông thì tại vì con phải nhớ vậy nè, nước từ trên chảy xuống giọt nào cũng như giọt nấy, không bao giờ khác. Con sống với cha mẹ con sao, con cái con nó sống với con y vậy, không có gì khác. Nếu mà cô này không có con thì cô ấy đâu có ai mà đối xử với cổ giống như cổ đã đối xử với cha mẹ đúng không ạ? Chính xác, bắt buộc phải có để được chửi vậy thôi. Vậy thì đây là không phải là một cái điều lành. Không, nếu cổ biết tu nó sẽ trở thành điều lành. Tại sao? Cổ biết tu, cổ sẽ hoan hỷ, cổ chấp nhận và cổ sẽ hướng dẫn cho con họ cổ đi về cái con đường tốt lành, từ cái chỗ mà nghĩa là thù hận trở thành ân nghĩa, nó rất là tốt. Nói bởi vì đạo Phật nó không phải là một cái gì đó nói ra là nó cố định, nó không thay đổi, bởi vì Phật pháp là để thay đổi mà, cho nên mình mới tu chứ không thôi ai ngu gì tu trời. Nếu mà tôi tu mà nó không thay đổi gì được thôi ngu gì tu, đúng không? Nếu thầy biết thầy nói mà con không thay đổi gì hết, vậy thầy nói với con làm gì? Và thầy cũng mở ra cái làm ta để làm gì? Nếu mà tôi không hướng dẫn ai tu cho để có thành công được hết, hay là những người không có con tới với tôi nói đã rồi hồi cũng không có con, vậy thôi tôi nói làm gì, người ta phá sản, tới nói chuyện với tôi năm hồi ba chuyện rồi xong cũng phá sản, hay mọi thứ nó cứ xấu cả đời cứ xấu hoài vậy thôi, thầy nói gì, đúng không? Vì tôi biết chắc chắn anh tới anh nói rồi, tôi hướng dẫn anh rồi, anh làm đúng như tôi nói anh sẽ hết phá sản, cuộc đời của anh nó sẽ thăng tiến, anh không có con anh sẽ có con, vợ chồng anh sắp ly dị sẽ hết ly dị, chỉ vậy thôi. Chính như vậy cho nên người ta mới tu. Phật pháp là để thay đổi tất cả những thứ xấu thành không xấu, hoặc là từ những thứ xấu thành tốt, tùy theo cái mức độ người ta tu như thế nào, sự chí thành như thế nào, vậy thôi. Nhưng cũng hy vọng rằng là cái nhân vật mà vị khán giả vừa đề cập đến đó, họ có một cái duyên để nghe được những cái giải thích của thầy, để họ có một cái tâm hướng thiện và sớm tu tập để nhận được cái quả ngọt từ đứa con mà mình vừa sanh ra sau mà 6 năm hiếm muộn ạ. Không, nhưng mà ít nhất cái cổ chửi cha mẹ bao nhiêu năm thì cổ cũng phải để cho cái có tu gì tu rồi con nó cũng chửi. Thí dụ như cổ tu giỏi lắm đó, cổ chửi 6 năm thì cổ tu giỏi lắm, cổ sẽ bị nó chửi 4 năm hay 3 năm, thí dụ vậy. Chứ chửi là nó phải chửi rồi đó. Chúng ta còn hai câu hỏi nữa là kết thúc quá thầy. Con gửi đến Rồi.
thầy câu hỏi tiếp theo của vị khán giả tên là Nguyễn Thị Thu Hường. Thưa thầy, thầy cho con hỏi, nếu hiếm muộn không có con nhưng đến khi biết đến Phật pháp họ quyết tâm tu nhưng ở tuổi đã cao nên không thể có con được nữa, vậy mong thầy giải thích cho con. Thì đã cái mục đích tu là gì? Là để đừng bám chấp vào có con. Tại sao lại không có con? Là cái đi sinh con nuôi nó không tốt sao mà mắc cái mắc gì cứ phải là phải có con? Đã nói là con mà mình sinh ra, khi mà nghiệp lực của mình như vậy là không có con thì dù cho mình có sinh ra nó cũng sẽ không tốt được, bởi vì nó sẽ, thí dụ cái đứa mà nó đến là nó chỉ có tới nó đòi nợ mình thôi. Cho nên đối với Phật pháp đó, anh không có con người ta sẽ nói rằng ồ bạn thật là may mắn, phước đức nhiều quá cho nên không có con. Vì không có con có nghĩa là không có nợ, không có nợ. Nghe ta tốt không? Quá tốt. Mục đích của Phật pháp nói ra là gì? Nói để cho cái người kia nhận thấy được vấn đề và không bám chấp vào nó. Nhưng ở một cái nơi khác thì Phật sẽ nói rằng ồ phước đức quá nhiều cho nên là đã có rất là nhiều con, do đời trước phóng bố thí thức ăn cho chim cho nên đời này rất là nhiều con. Thế nhỉ? Nghĩa là không con cũng tốt, có con cũng tốt. Phật pháp là có hay không đều tốt, cho nên gọi là có không không. Có tức là không, không tức là có. Không có con là tốt, có con là xấu. Có con là tốt, không có con là xấu. Tức là cái chúng ta nói ở bằng cái thế đối đãi với nhau thôi. Thành ra cái vấn đề có con hay không có con chả có tốt xấu gì hết, dính dáng gì nhau hết. Dạ, yeah, yeah. Con cũng hiểu, con cũng thoát hiểu ra được. Yeah. Thoát ra được là hạnh phúc, không thoát ra được khổ, vậy thôi. Dạ. Yeah. Vấn đề là cái tâm mình chấp nhận hay không, đúng không thầy ạ? À? Ở đây nó không phải nói tới cái chuyện, nếu mà nói tu thì không nói tới chuyện chấp nhận, mà nói tu là nói tới cái chuyện hiểu chứ không phải là chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là con mới tập tu. Thấy không? Chắc con dùng từ bị sai, con dùng từ sai. Dạ. Nó không phải là chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là mình vẫn bị đau khổ. Còn khi mà mình hiểu, khi mà mình hiểu đó là mình hoàn toàn thoát khỏi ra đau khổ. Hai cái này khác nhau xa lắm. Dạ. Chấp nhận có nghĩa là mình đang bị gượng ép, đúng không anh thầy? Gượng ép. Và có thể ngay ở một thời điểm nào đó con chịu được, nhưng vào một cái thời điểm khác con chịu không được. Dạ. Cái chịu ý được. Của con đó là cái việc có con hay không có con thì mình đón nhận một cách rất là tự nhiên và thoải mái. Bình thường nè, cái thấy nó bình thường và mình hãy nghĩ theo hướng tích cực. Ôi trời ơi, đó mấy bà đó thấy không, đâu có chơi được như tôi đâu, tôi muốn đi giờ nào tôi đi, tôi muốn làm gì làm, tôi tới nhà mấy bà tôi chơi, tôi thấy tôi không thoải mái không, tự nhiên không, giờ mấy bà con cái nó khóc la um sùm, tôi mệt không nghe, tôi mệt quá đó. Mình nhìn với cái hướng tích cực thì mình sẽ thấy nó rất tốt. Vậy thôi à, mà tu là để mình nhìn lúc nào cũng nhìn trong theo cái hướng tích cực hết, không có nhìn theo hướng tiêu cực. Mọi thứ đều là việc tốt. Ok. Dạ con cảm ơn thầy. Đây là câu hỏi của vị khán giả tên là Võ Thị Bích Trâm. Chị này đã gửi về hộp thư của fanpage nhưng có lẽ là nóng ruột hay sao cũng mới gửi lên cái phần bình luận đây ạ. Chị Trâm yên tâm, Nhung sẽ gửi đến thầy câu hỏi của chị đây ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, em chồng của con lúc trước còn trẻ thì ăn chơi, có thai rồi phá, rồi có chồng thì không có con, ly dị, cưới chồng hai nhỏ hơn một tuổi, đi cầu đi sinh con thì có thai. Từ lúc mang bầu mẹ nó bị bệnh phải nhập viện hay bị bệnh lặt vặt, rồi mới sanh con thì lại phát hiện ra không có hậu môn, đưa lên bệnh viện tỉnh mổ xong thì về nhà 2 ngày bị tắc, rồi đưa lên bệnh viện lại thì bác sĩ bảo mổ lại lần 2 nhưng sợ nên chuyển viện lên bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện tại từ lúc sinh ra đến nay được 20 ngày là 5 ngày ở bệnh viện. Em bé nằm hiện tại từ lúc sinh ra đến nay được 20 ngày là nằm ở bệnh viện, em bé nằm cách ly, con mong thầy chỉ dẫn để em nó được tốt hơn. Phá thai rồi tốt hơn gì nữa, thì cái nghiệp muốn tốt hơn đó là phải trả, chỉ có cách tốt nhất là mình phải trả. Tại vì mình, những cái chuyện mà mình phá thai, những cái chuyện mà mình làm xấu đó, bây giờ nó tới nó đòi mấy cái đứa mà nó, mấy cái đứa kẻ thù mà mình giết nó đó, bây giờ nó trở lại nó trả thù mình, đúng không? Thì nó trả thù bắt buộc mình phải chịu thôi, mình thoát ra bằng kiểu nào được. Ok, thành ra cái cách tốt nhất là phải chấp nhận là đó là cái, những cái điều mà mình đã làm. Bởi vậy thầy nói đó, người ta ngày trước đó, người ta không hiểu, người ta cứ tưởng đâu phá thai là bình thường lắm, không đâu. Các bạn phá thai rồi cuộc đời của các bạn coi như là các bạn đã đóng hết một hai cửa tử rồi, một hai cửa sống rồi, còn lại cửa tử không à. Cho nên là nó hoàn toàn nó không tốt gì hết á. Ngày xưa người ta chưa biết được phá thai là cái tội ác nó tới mức độ nào, cho nên là họ thấy bình thường. Nhưng bây giờ bắt đầu những cái người phá thai đó, các bạn cứ nhìn đi, cứ coi đi,
có giờ vợ chồng nào mà ở được với nhau không? Dù có họ có phước đức bao nhiêu đi nữa, rồi họ sinh ra con cái đàng hoàng đi nữa, nhưng mà rồi vợ chồng cũng không ở được, đa số là cũng ly dị hết à, có phải vậy không? À, tại vì đó là những cái chuyện bạn đã làm rồi, tụi nó sẽ đi theo nó phá, nó không bao giờ nó cho mình cơ hội để mà mình được hạnh phúc. Bây giờ cái cách hay nhất của cô đó là cô đó chỉ có mỗi ngày chỉ có lạy sám hối và sám thai di thôi, ok, à, cầu nguyện tu tập mỗi ngày thì có thể là 5 năm 10 năm mới nó mới tan còn không. Có dù sinh ra đứa khác nữa cũng sẽ bị tiếp. Nó Hay không bệnh này thì nó bệnh kia thôi. quá. Nhưng mà cái vấn đề con nghĩ là cái bạn Bích Trâm cũng như cái lòng của con khi mà họ nghe câu hỏi này, đó là vấn đề đứa trẻ nó đang gặp nạn. Không, cái đứa trẻ nó đang gặp nạn đó, nó tới nó đòi nợ mẹ nó thì nó phải đòi nợ thôi, cái nợ nó phải thiếu, nó cũng thiếu cho nên nó mới bị cái bệnh tật đó chứ, mình đâu có làm gì khác được đó. Chỉ có một cái cách duy nhất là mẹ nó phải tu 5 10 năm thôi, không có cách khác. Vậy thì cái người mẹ này hoặc là gia đình có cách nào để cho giúp đứa trẻ này được bình an không ạ? Đó thì thầy mới vừa nói đó, con cũng giống như mấy đứa kia, khi đụng xúc chạm tới 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 cái feeling rồi đó, là bắt đầu đầu nó không có làm việc nữa. Thầy vừa nói ngay hết trên, lạy sám hối và sám oan giá 10 năm cho đến 10 năm mới hết vậy thôi. Tại thấy Thấy mới có không? 20 ngày tội nghiệp Không, quá. con thấy không, khi mà cái tâm của con bắt đầu nó có cái xúc cảm rồi đó, là bắt đầu cái đầu đó, nó ngu ra, nó không có làm việc nữa. Thấy à, những cái gì tức là mình sẽ đóng cái đầu mình lại. Bây giờ là mình đóng, mình khép nó lại hết, và coi giống như là bây giờ tôi chỉ có cái đứa nhỏ thôi, trời ơi sao mà nó khổ quá, thế nào tôi chỉ muốn có con thôi, tôi chỉ muốn có con thôi, thấy không, thất bại đó. Cho nên là cái đầu của mình lúc nào nó cũng sáng suốt hết, mình đừng bao giờ để cho nó ngu si, mình phải để cho nó thật là sáng suốt, thật là thoải mái, có nghĩa là mình ở trong một cái trạng thái là thì không có con, tại sao tôi không có con vậy à, tại vì hồi đó cách đây 5 năm 3 năm tôi đã phá thai, đáng cái tội lắm, đáng, rất là đáng. Cái tội của tôi là không nên có con, bởi vì tôi đã là một cái người không xứng đáng để có con thì tại sao lại tôi phải có con, khi cái tâm tư của mình nghĩ như vậy và mình hối hận như vậy rồi đó, mình chấp nhận nó như vậy rồi đó, thì mình sẽ có con. Còn bây giờ đó, cái người ta không thấy cái điều đó, người ta chỉ thấy là tôi là cái bổn phận của tôi là phải có con, mà tại sao tôi không có con, à, rất phiền không, sai liền thấy nha. Đã, cho nên đừng có để những cái cảm xúc đó, con tập nha, không có cảm xúc. Cho nên con nghe thầy nói đó, cũng giống như là ủa sao thầy này ác ôn quá ha, cái đứa nhỏ có 20 tuổi thấy nó khổ vậy mà ông nói giống như chó chích mẹ nó đi. Không phải, không phải, khi mà mình nhìn đó là mình phải nhìn cái góc cạnh từ mẹ nó, mẹ nó đã làm những việc đó thì cái bổn phận mẹ nó phải trả những việc đó, không ai có thể làm gì khác được hết. Vậy thầy dĩ nhiên là thầy chỉ cho cái người đó tu đúng không, chỉ tu bằng cách nào, lạy sám hối, sám oan gia 5 năm 10 năm nghiệp nó tan thì cái đứa bé nó sẽ được tốt lành. Thầy con thì con cũng nghe thầy dạy rồi, tức là khi mà mình gặp những người khác mà họ đau khổ thì mình nếu mình tu đúng thì mình không có đau khổ theo họ, nhưng mà mình vẫn giúp họ trong khả năng của mình, chứ đừng có mà đau khổ theo rồi bi lụy theo, rồi đó là tu sai nhưng mà không, chưa làm được thầy Thì đó, thấy xúc cảm cái là thấy nó trật ơi. lất rồi ha. Thấy hãy tham là nó sẽ sanh sân, mà hãy sân thành si vậy thôi. Hãy mình thấy thương là tự nhiên có xúc cảm, có xúc cảm rồi là tự nhiên nó dẫn mình đi tu luôn. Cho nên thầy thầy nghe cái câu chuyện đó thì thấy giống như thầy là người vô tâm phải không? Không, thầy không vô tâm, thầy biết rõ ràng tại sao nó phải ra như vậy, và cái người mẹ đó phải trả cái điều đó, mình cố trốn trốn cũng không được, không cách nào trốn được. À, mình chỉ có chỉ cho họ tu thôi, và cái vấn đề là họ có tu hay không là hai chuyện khác nhau à. Cái này nó hoàn toàn nó không dính gì tới mình. Ok rồi, Bạn Võ Thị Bích Trâm là người đã đặt câu hỏi này, gửi lời cảm ơn thầy vì đã hướng dẫn và bạn sẽ truyền đạt những cái ý của thầy đến cái người em này ạ. rồi thầy hoan hỷ chúc mừng. Thầy ơi, và câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi của một vị khán giả may mắn được thầy gieo quẻ ạ. Vậy hả, à rồi. Khán giả này tên là Phạm Thị Thủy ở Bắc Giang, Việt Nam. Giờ động tâm là 0 giờ 16 phút ngày 13 tháng 11. Ok. Câu hỏi, thầy ơi cho con hỏi, sang năm mới là năm 2021 âm lịch, con có dự định đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, thầy xem giúp con có thuận lợi không? Con cảm ơn thầy ạ.
Ủa mà không 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 thuận lợi rồi không đi. Họ chắc họ hỏi là có đi được hay không á ạ. Thôi thì khỏe Không, lên thì khỏe lên, giải đáp như vậy nhé. nói chung là vất vả. À, nhưng mà có người giúp thì cứ ráng làm hết sức thôi. Ok, người này đó muốn mà cho mọi điều được tốt đẹp hơn á thì phải ráng tu cho thật nhiều. Dạ. Chứ không rồi đó là sẽ có nhiều chuyện nó trở ngại trục trặc. Và cái chuyện mà hao tài đó là chắc là hao tài nhiều lắm á, thành ra phải ráng tu cho nhiều. Vậy là nếu mà đi được thì cái này là trả lời nhà nó hai hai vé nha. Một vé là nếu mà người này trước khi mà xin xin mà để đi được đó thì sẽ rất là khó khăn, nhưng rồi có người giúp sẽ tốn rất nhiều tiền. Thứ hai là nếu người này đã xin và được rồi để chuẩn bị đi đó, ví dụ là từ đây cho tới lúc mà mình đi mình cũng sẽ gặp một số trục trặc bất nhị, rồi tới cái lúc mà mình xin được mình đi rồi nha, chỉ chờ đi thôi, thì mình đi qua bên kia mình bước đầu tiên mình cũng sẽ gặp rất là nhiều chuyện trục trặc. Cái này đó là nó đã được sắp đặt sẵn như vậy rồi, cho nên mình cần phải tu để mình chuyển hóa những cái đó. Thì sau nó mới được. Con cảm ơn thầy và chị Vũ, chắc cũng nghe và cũng hiểu được ý của thầy đó hả? Và cái chìa khóa duy nhất cũng như là suy khỏe nhất trong cái mong muốn của chị đó là được tu tập. Và từ nay cho đến năm 2020 âm lịch là thời gian cũng còn khá nhiều, chị còn rất còn để sẵn thầy kể cái câu chuyện này trước khi mình kết thúc nha. Để thầy kể về câu chuyện của thầy đi để cho mọi người thấy. Thầy muốn chỉ cho con và tất cả mọi người ha, Nhung á, với tất cả mọi người hiểu được cái cách làm sao mà các bạn không cần phải coi bói coi biết gì hết á. Ok, các bạn muốn biết tốt hay xấu, một năm nào của các bạn đó mà tốt hay xấu đó, cách hay nhất là gì? Là ngay trước khi mà các bạn sẽ được ăn sinh nhật 5-3 ngày gì đó, và bắt đầu sau khi quý vị ăn sinh nhật xong 5-3 ngày 1 tháng gì đó, ok, thì quý vị sẽ cảm nhận được tất cả những thứ tốt hay xấu đó nó đã xoay quanh cái khúc đó rồi. Nếu mà là một cái năm xấu đó thì tất cả mọi thứ đó nó sẽ hiện ra cho các bạn thấy từ cái sinh nhật của năm nay qua cái sinh nhật năm sau. Nếu mà tốt thì tất cả mọi thứ tốt nó sẽ hiện ra. Còn nếu từ bắt đầu, thí dụ như bây giờ như thầy sinh tháng 10, đúng không? Thì khi mà nó chuẩn bị nó tới tháng 10, 5-3 bữa trước cái thời gian tháng 10 đó là bắt buộc nó đã thể hiện ra những cái điều xấu. Sau khi mà ăn sinh nhật xong 5-3 bữa 1 tháng gì đó là bắt buộc nó phải thể hiện cái điều xấu. Thấy chưa? Những cái thứ xấu đó nó phải liên tục nó tới. Cho nên mình không có cần gì phải coi hết, chỉ cần tới cái sinh nhật của tôi hễ mọi thứ nó tốt lành, tôi biết là xong rồi đó. Everything good. Ok, còn nếu mà tới cái sắp tới sinh nhật của tôi mà, hay là sau cái sinh nhật tôi 5-3 ngày 1 tháng gì đó mà mọi thứ nó cứ hết chuyện này tới chuyện kia, mà cái cảm giác của tôi là nó không có được an toàn, cảm giác là nó không có được tốt lành, xong phim rồi đó. Ok đó. Thầy bắt đầu rồi, thầy mới kể về cái chuyện của thầy trước cái ngày sinh nhật đó ha, bị nó chửi cho một trận tơi tàn hoa lá cỏ, thầy hoan hỷ vui vẻ. Thì mới đây nè, con biết mà, cho con hỏi thầy. Nà, thầy hoan hỷ nè, thầy hoan hỷ không có gì buồn phiền gì hết, đúng không? Sau ngày birthday của thầy một thời gian đó ha, là bắt đầu chỉ có sau có 5-6 ngày thôi là bị đụng xe. Mà thầy nghĩ đó, tại vì lúc nó đụng thầy cũng không biết, khi mà nó đụng đó thì thầy cứ nghĩ là thầy đụng người ta. Nhưng mà khi mà thầy về thầy cột lại hết những cái sâu chuỗi lại hết đó, thì thầy mới thấy là ô, không phải, là do cái cô đó cổ ve lại mà cổ đụng thầy. Bởi vì không lý do gì thầy đụng cổ mà cổ xuống, cổ lại hỗn, nghĩa là cổ hỗn loạn, cổ hoảng hốt, cổ sợ hãi và cổ xin lỗi thầy.
thì thầy lại cũng xin lỗi cổ, tại vì thầy nghĩ thầy sai mà. Dạ. Mà cho dù là cổ sai hay cổ đúng thì thầy cũng để cổ đi thôi, tại vì hồi năm 2014 đó là thầy trong một hai tháng thầy bị đụng xe 3 lần, thầy đậu nó tới đụng thầy, thầy đang chạy dưới đường nó đụng thầy, nghĩa là 3 lần họ đụng thầy chứ không phải thầy đụng họ, và 3 lần đó là cái đích này nó đụng thầy bể đến hết, đích tan nát hết, nhưng mà thầy lần nào nó đụng xong thầy cũng nói thôi đi đi, 3 lần thầy đều để cho đi. Và để thầy nói cho mọi người biết là đó là lý do tại sao thầy thích xài xe cũ, chưa bao giờ trong đời thầy biết lái cái xe mới nó là gì hết. Tại sao vậy? Tại vì xe cũ nó có đụng mình cũng không có phạt họ gì, mình cũng không đòi hỏi gì họ, cứ để họ đi thôi, có phải là hai bên nó tốt lành không đó. Cho nên là thầy không có bao giờ mà đụng xe, trừ khi là nó nằm một chỗ thì phải kêu bảo hiểm thôi, chứ còn không là thầy cho người ta đi hết nè, chứ thầy cũng bắt ai hết. Thì cái cô này cổ xuống cũng khủng hoảng lắm, cô nói trời ơi bây giờ nhìn vậy là chết rồi, mà tao không có muốn, tôi không có muốn claim bảo hiểm. Thì thầy mới hỏi ủa chứ bạn không có bảo hiểm à, cô không có bảo hiểm à? Nó nói có. Rồi nói ô thôi, thấy tại vì thấy cổ sợ mà cổ lại mí đen nữa. Mà thầy thường thường đối với thầy á, thầy thấy mà mấy cô mỹ đen á, là mà mấy lần trước cũng vậy, mễ với mỹ đen đụng thầy 3 lần mà thầy nói nó cũng là mễ với mỹ đen, cho nên thầy đều để cho họ đi. Tại vì thường thường mình biết họ nghèo mà, cho nên là mình để họ đi. Thì lần này cô mỹ đen này cổ cũng nói vậy, thầy nói thôi thay vì thôi xe của cô không có bị gì hết vậy là tốt rồi, thôi để tôi về tôi sửa xe tôi, hồn ai nó giữ đi nha, ok rồi mình đi nha. Xong rồi vừa về vậy, qua ngày hôm sau chuẩn bị xách cái xe đó đi sửa, tại vì cái cốp ở trên nó bị hư, nó cong lên á, thì nó chuẩn bị xách đi sửa, chạy trên đường tân, tự nhiên ông nội kế bên đó, ổng đâu bên kia ổng ban qua cách thầy còn chút xíu vậy nữa là đụng, ổng chạy rất là nhanh, cho lúc đó thầy cũng vừa tránh vừa né vừa bóp kèn thì ổng mới tránh, ổng né ra, ổng né được thầy đó thì ổng qua bên kia gặp cái xe bên kia, ổng thắng cái dài lắm, cả là 30 giây vậy đó, nó mới thoát ra được. Chút xíu nữa là ông cũng đụng cái ông bên kia đó, là 2 lần. Xong rồi cái bữa tối á, cô với thầy đi bộ, tại tối nào thầy với cô cũng đi bộ để, gọi là đi kinh hành á, trì chú niệm Phật. Tự nhiên có cái xe mà thầy là thầy ở trong một cái làng rất là nhỏ, không có xe cộ gì hết á, cái trong đó nó chỉ có mấy chục cái nhà đó thôi, chỉ có người ở trong xóm thôi. Tự nhiên cái ông nội đó, ông chạy ở đâu ở ngoài đường mà ông chạy cái đường bên kia, mình cứ đinh ông chạy bên kia mà ông chạy băng, ông chạy ngược chiều qua cái chút xíu nữa, cách chút xíu thôi, cỡ bằng này. Là ông đụng vô thầy với con. Thì ngay cái lúc đó tự nhiên ông nhìn ông thấy này, sau đó ông thắng lại kịp, còn lại được bao nhiêu đây, cái ông lách qua bên kia. Tại vì ông chạy tới đây đó, thì cô là ở bên gần, thì cô chuẩn bị cô nhảy ra ngoài. Đó, thì khi mà cô nhảy qua phía bên kia đó thì ổng lại né qua bên kia, thì thầy mới nắm tay cô lại. Thầy nắm lại, thầy nói đứng lại bình tĩnh, tại vì hôm qua anh nói với em đó là khi anh đụng xe đó anh còn đủ thời gian, tại vì con người của anh nó bình tĩnh lắm, khi đụng đó anh còn nhìn bên trái coi xe mình có chạy không, nhìn bên phải thấy xe mình không chạy, thắng thì mình đạp hết ga rồi, tại sao mình cứ thấy cái xe chạy? Té ra là tại vì mình ngồi mình nhìn ở đằng trước, mình thấy cái xe nó ve lại, mình cứ tưởng xe mình chạy đó. Cho nên là anh cứ nghĩ là anh sai, nhưng mà anh nói như vậy em cũng cãi lộn với anh, nhất định là anh có sai. Ủa, thì anh nhận anh sai chứ anh có nói anh nhận không sai đâu, nhưng mà em thấy không, đây nè, ra đây anh vẫn bình tĩnh để anh chờ, lỡ mà ổng có chạy thẳng vô mình thì lúc đó mình nhảy ra ngoài nó mới kịp, còn em nhảy cái kiểu này bất tử như vậy chưa có chuẩn bị sẵn là nó sẽ néo bên kia nó tụng mình sao, cho nên để chứng minh cho em thấy là con người của anh nó bình tĩnh tới mức độ đó. Rồi mọi chuyện cũng xong chưa. Vừa xong một phát, cũng cái tối hôm đó là bị như vậy phải không? Cái ngày hôm sau đang ngủ giữa chừng, sẵn đây nói luôn cho mọi người biết cái này nó hay nè, đang ngủ giữa chừng tự nhiên giật mình một phát, cảm giác là có một tấn sắt nó đẩy từ đằng trước ra đằng sau lưng của mình, cảm giác là cái ngực của mình giống như là nó cứng ngắc, nó đau không thể chịu được, thở không được. Nó đau khủng khiếp lắm, nó đau mà hồi 16 năm trước thầy bị một lần, 5-6 năm trước thầy bị một lần, nhưng mà cũng không có lần nào nó đau giống như lần này. Lần này nó đau đến cái độ là giống như thở không được, nhưng mà thầy bình tĩnh lắm. Ok, giờ mày đau phải không? Lấy số ra đọc 26000, 26000, thấy nó giảm xuống một chút.
đọc đâu được 50 giây gì đó, 10 giây, 20 giây gì, thấy cái này không tốt. Ok, rồi đọc 16000, này tôi nói cho quý vị biết nha. Quý vị đọc 1600, 1600 hoặc là 16000, khi mà quý vị cảm giác giống như có hàng ngàn cái dao mà nó đâm từ đằng trước ra, thủng ra đằng sau lưng quý vị đó, quý vị đọc cái số đó là nó sẽ hết đâu. Ok, đó. Thì thầy chỉ đọc cái đó đâu khoảng chừng độ 1-2 phút gì đó là nó hết đâu rồi. Thế là thầy ngủ luôn tới sáng, giật mình vậy mới đi kể cho mấy đứa con gái nó nghe. Nó hỏi tại sao bố tai nạn gì mà cứ trùng trùng vậy. Đứa nào đến đây nó sợ, nó không có đâu. Tại vì bố có mười mấy đứa con gái cho nên là nhõng nhẽo với mấy đứa cho nó vui vậy đó mà. Cho nên quý vị, nếu bị cái tình trạng đó, cái ngực mà nó đau như vậy đó, quý vị nhớ đọc số 1600 hoặc là 16000 nha. Ok. Rồi. Bây giờ mọi người còn nói đang thích nghe thầy nói chuyện, nhưng mà thực tế ra bây giờ đã là 22:36 ở Việt Nam rồi, chúng ta đã trò chuyện với thầy hơn 90 phút à. Sao lần nào con like với thầy cũng bị cháy giáo án đó thầy? Thì thật ra đó, cái cách làm việc của thầy là thầy không có giờ giấc. Dạ. Thầy là thầy, tại sao thầy không thể đi làm trong công ty được? Lý do vợ thầy cô nói đơn giản lắm, anh mà đi làm cho công ty đó 3721 nó đuổi anh ngay thôi. Tại vì sáng sớm đi vô là không bao giờ đúng giờ rồi đó. Thầy có thể làm bất cứ giờ nào cho tới khuya cũng được, nhưng mà thầy đi đúng giờ là thầy không thể đi đúng giờ được. Cho nên mỗi ngày mà cái làm cái gì mà bắt thầy mỗi ngày đúng cái giờ đó phải làm là thầy không làm được. Thầy làm mà giống như cái máy là không làm được. Vậy thôi à. Đơn giản vậy đó. Cho nên là không có giờ giấc. Con thì con chỉ sợ là quý vị khán giả thời gian lâu thì quý vị khán giả mệt thôi, chứ còn con của thầy thì nếu mà được cống hiến cho Phật pháp thì đó là một niềm hạnh phúc à. Không thì bây giờ mình đã nói hết rồi, tất cả những gì mình cần nói mình nói hết rồi. Dạ. Cho nên là bây giờ họ muốn nghe thì họ cứ nghe lại thôi. Một câu hỏi tức vậy là câu hỏi này xoay quanh đến cái vấn đề hồi nãy thầy có nói rằng là những cái sự việc nó xảy đến với mình trước và sau ngày sinh nhật á. Đúng rồi. Người hỏi là ngày sinh nhật đó tính theo ngày âm hay là ngày dương lịch? Cái ngày đó, đó tốt nhất là mình nên tính theo cái ngày dương lịch. Tại vì mà tại vì cái ngày dương lịch đó thì nó sẽ không có bị xê xích, nó hiếm có bị xê xích lắm. Nó chỉ có một cái trường hợp đó là nó như thế. Bởi tại sao? Bởi vậy đó là cái lý do mà tại sao thầy phải nói là trước một thời gian 5-3 ngày và sau. Tại vì nó có những cái ngày dương lịch là cái ngày nó tốt nhất để cho mình tra lịch âm dương lịch. Nếu mà mình chọn âm lịch đó, nó có nhiều khi nó sai hoàn toàn. Ở đây mình không phải là mình nói mình xem tử vi là mình không dùng âm lịch, vẫn dùng âm lịch. Nhưng mà nếu mình chọn cái ngày âm lịch đó, đó đôi khi nó sai. Nó sai là vì nó không đúng theo tiết khí. Còn nếu mình dùng cái ngày dương lịch đó, thì thường thường nó đi rất gần với tiết khí. Nó chỉ lệch cái tiết khí đó chỉ có nhiều lắm là 5-3 ngày thôi. Đó chính là cái lý do mà tại sao thầy bảo rằng là trước đó 5-3 ngày hay 10 ngày 7 ngày ví dụ vậy, sau đó 5-3 ngày 10 ngày 7 ngày ví dụ vậy, thì nó đã nằm trong cái khuôn của cái tiết khí rồi. Để khi nó vào trong cái khuôn tiết khí là bắt buộc tốt xấu gì nó hiện ra cho mình thấy rõ rồi. Thì lúc đó thầy, những cái mà thầy bị đó thầy làm gì? Cô sợ hết hồn, tại vì cô sợ là nó đụng chết. Thầy nói ok, mà thầy cũng nói cho cô biết là thầy sẽ bị những cái xấu như vậy đó, sang năm thầy còn xấu nữa. Thầy nói với cô vậy. Cho nên thôi đừng có lo gì, chạy ra đi mua năm thứ trái cây ngũ sắc về đây. Rồi hai đứa mình trì chú tiêu tai cắt tường thần chú. Ok. Rồi, tiện tâm 108 biến xong. Rồi sau đó là bây giờ là mỗi ngày chịu khó lạy sám hối. Tất cả những chuyện mà không tốt nó mọi thứ mà nhờ vậy đó, cái là thầy tu quá là tinh tấn luôn. Tại vì đã bao nhiêu năm rồi không có tu. Thấy nha, có ngày mình lo làm cho chúng sanh không à, có tu gì đâu, tự thân mình không tu gì hết, chỉ có tu buổi tối thôi, buổi sáng nhiều khi cũng đâu có rảnh đâu mà tu. Nhờ vậy đó thầy từ chối hết, không có xem gì cho ai nữa hết, nhớ không? Đó, thầy thông báo thầy không coi nữa, thì sau đó những chuyện đó nó bắt đầu nó xảy ra. Thầy thông báo chỉ có 5-10 ngày thôi, tại vì thầy là dĩ nhiên thầy biết những cái gì nó sắp tới, thầy biết hết rồi, cho nên là thầy thông báo sẵn vậy rồi. Thì 5-10 ngày sau nó trở ra, thì khi mà nó trở ra đó, thì bây giờ đó mình lại có cái cơ hội để mình tu qua sướng, tu tinh tấn vậy luôn.
cũng cũng phải có một cái sự cố gì, một cái tác động gì để nhắc nhở mình đúng không ạ? Không phải là nhắc nhở mà tại vì bây giờ thầy không có làm gì nữa thì không tu làm gì giờ. Ví dụ ngày trước thì mỗi sáng mình thức dậy 7 giờ sáng mình trả lời cho tới 12 giờ, 8 giờ sáng thầy thức dậy trả lời cho tới 12 giờ trưa. Bây giờ mình từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa mình không làm gì nữa, vậy thì không tu làm gì, thì để thay vì mình buổi sáng đó mình về mình lại sám hối, nó không nở bề ngang, nó cũng nở bề dọc đúng không? Trưa mình không có chuyện gì đó, thay vì mình đi trả lời cho tâm mình không trả lời thì mình đi kinh hành, mình trì chú niệm Phật cũng phải sướng à. Chiều mình tối mình không có làm gì, mình đi vòng vòng hai đứa đi trì chú niệm Phật, đi kinh hành cũng phải tốt à. Vậy là bây giờ mình tu ngày ba thời cũng phải tốt hơn không? Thấy chưa? Đó. Cho nên tai họa nào mà xảy ra được. À, con cảm Thầy ơn kể chuyện cho thầy thầy. cười. À, vậy chắc có thể là có lẽ là con với thầy sẽ kết thúc ở đây là cho quý vị khán giả đi ngủ ạ. Rồi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với thầy Hoàng Quý Sơn hơn 90 phút với chủ đề hiếm muộn, vô sinh và con cầu tự. Thì qua 90 phút với rất nhiều câu hỏi từ phía Nhung cũng như tất cả quý vị khán giả gửi đến thầy, thì chúng ta hiểu một điều rằng việc hiếm muộn hoặc là vô sinh thì nó cũng có lý do của nó. Thầy đã giải thích khá là rõ trong những cái trong cái thời gian vừa rồi. Và thực tế ra thì nếu mà cầu con thì chỉ do tu tập chứ không nên đến những cái nơi thờ thần thánh, ví dụ là đình hay đền để cầu xin, thì những đứa trẻ đó có thể là nó cũng không đem đến những cái may mắn cho mình. Và tất cả những cái điều mà đến thì chúng ta hãy nhận thêm, đón nhận thêm một cách là tự nhiên. Giả sử như là những đứa con đó thì mình hướng dẫn cho con tu hoặc là ăn chay cũng giống là do một cái duyên chứ không nên là ép buộc con. Như vậy thì thời gian trò chuyện với thầy Hoàng Quý Sơn đến đây là kết thúc. Một lần nữa Huyền Nhung xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc, và nhớ là trước khi bóng tắt thì hãy chia sẻ cái livestream này giúp Huyền Nhung và cùng với cô Hoàng Quý Sơn channel ạ. À, thầy chào Nhung và xin kính chào tất cả quý vị trên khắp Nam Châu. Kính chúc quý vị đêm ngày sáu thời đều an lành. Một phần. Con cảm ơn thầy và con xin chào thầy. Chào cùng.